chương 255 lông đối lông. Bị một đầu phẫn nộ lông để mắt tới, sẽ có dạng gì cảm giác? Đề tài này nếu như xuất hiện tại tri hồ, vậy khẳng định lại là một đống loạn biên cố sự đi ra. Mà lại từng cái biên đến rất sống động, phản phất thế giới hiện thực sẽ thật có lông đồng dạng. Mà Roland lúc này quả muốn nói, bị cự lông để mắt tới, kỳ thật không có cảm giác gì. Bởi vì hiện tại hắn căn bản không có thời gian đi cân nhắc cái này triệu hồi ra ba cái cầm thuẫn ma lực con rối, hắn đồng thời dùng sức lui về sau, không phải đang tránh né lông, mà là tại tránh né cái khác tinh linh công kích từ xa. Đã có chí ít sáu tên tinh linh đem trường cung nhắm ngay hắn. Roland dùng sức lui lại, đồng thời nói ra, chúng ta nhanh tản ra, nếu không đầu kia phỉ thúy cự long lại nôn đoạn lớn một chút nước bọt, hai người chúng ta đều phải nháy mắt hóa thành bạch cốt. Xua theo lời hướng về phía trước nhiều chạy mười mấy mét, đồng thời hô, đối phương cự long để mắt tới chúng ta, thư khắc hắn lúc nào đến. Ta đoán chừng chỉ có cự long mới có thể đối phó cự long. Đã sớm tại công hội bên trong thông tri hắn. Roland kêu lên, đoán chừng rất nhanh liền có thế tới. Hai người nói chuyện ở giữa, lại có mấy mũi tên bay bắn tới. Xua hỗ trợ cản bay hai chi, mà cái khác mũi tên toàn bộ ba cái ma lực con rối ngăn lại. Đương nhiên ba cái ma lực con rối bộ dáng cũng biến thành ảm đạm có chút ít. Roland lui ra phía sau, lại nghĩ lại ngưng tụ ma pháp hình thành cỡ lớn hỏa cầu, nhưng lần này hắn vừa cây đuốc cầu ngưng tụ ra, liền có ít chi sẽ rẽ ngoặt tiễn theo bên trái hoặc là phía bên phải nghiêng bắn tới. Cũng may Roland triệu hoán ba con ma lực con rối, trước tả hữu đều có thể bảo hộ đạt được. Nhưng trải qua qua vài lần công kích, có hai con cầm thuẫn con rối gần như đồng thời biến mất ma lực con rối có thể đỡ cường độ công kích tổng cộng là có cực hạn. Tỷ như nói, ma lực con rối phòng ngự là 10, HP là 100. Nếu như là công kích cao hơn 10, như vậy có thể đem ma lực con rối nhất kích tất sát, trực tiếp tiêu diệt. Nhưng nếu như công kích thấp hơn 10, vậy cũng chỉ có thể dùng mấy lần công kích, đánh rụng ma lực con rối 100 HP, mà cái này HP, trên bản chất liền là cầm thuẫn con rối ma lực chất lượng cùng tổng cộng mấy chi tiễn tật bắn tới, mặc dù bị ma lực con rối ngăn lại, nhưng cũng có hai con ma lực con rối tại chỗ biến mất. Không thể không nói, tinh linh tộc cung thuật, bình quân tiêu chuẩn xác thực muốn so với nhân loại thợ săn cao hơn rất nhiều. Không có hai con ma lực con rối, lập tức liền có bảy mũi tên bay tới. Roland không thể không gián đoạn ma lực tích xúc hiệu quả, trực tiếp cầm trong tay đường kính vẫn chưa tới 30cm tiểu hỏa cầu ném ra lần này Roland là ném về những cái kia xa xa cung thủ các tinh linh, ngay cả đường kính một mét đại hỏa cầu bạo tạc cũng không thể đối không bên trong lục long tạo thành trí mạng thương hại, chớ nói chi là cái này tiểu hỏa cầu. Roland bản ý là nghĩ đến cái này tiểu hỏa cầu nói không đến có thế nện vào cái nào đó tinh linh, dù cho dết không được, nhưng hẳn là có thế để bọn hắn trọng thương. Chỉ là Roland chờ mong thất bại tinh linh tộc lấy so ra mà nói tương đối kém thể phách thuộc tính, đổi lấy cao trí lực cùng cao linh mẫn trưởng thành. Cái này phát hỏa cầu vừa bay đến một nửa khoảng cách, liền bị bốn chi ma lực tiễn đồng thời bắn trúng. Bình một tiếng vang dòn về sau, tiểu hỏa cầu nổ tung, tràn ra rất nhiều hỏa hoa, trừ một chút hoa hoa thảo thảo, cái khác cái gì cũng không có làm bị thương. Xu nổi giận gầm lên một tiếng, tật xông lên trước, nhưng chỉ vọt tới một nửa, liền bị chính chui trường cung bức cho trở về một dây đồng hồ chí ít có bốn mũi tên bắn về phía hắn mà xu duy nhất có thể làm liền là càng không ngừng huy động tay trái của mình cánh tay dùng thuẫn tròn nhỏ ngăn rơi sở hữu bay về phía hắn mũi tên mà những này tinh linh còn thỉnh thoảng dành thời gian đây đối với roland để lên một chi tên bắn lén roland lần nữa triệu hoáng đi ra hai con ma lực con rối cho mình đỡ được mũi tên lúc này Nhìn chằm chằm vào Rolen lục lông lại có hành động mới, nó bắt đầu ngửa đầu, nửa dây về sau, suy nghĩ bỗng nhiên hướng mặt đất đè ép, một ngụm sau so trước đó lớn dịch axit phun ra, lấy khoa trương cao tốc bay về phía Rolen. Long tiên tốc độ phi hành cực nhanh, Rolen không phải vật lý chức nghiệp giả, chạy không vui, theo lý thuyết là trốn không thoát dịch axit bắn tung tóe phạm vi. Nhưng chỉ gặp hắn hơi búng ngón tay, người đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện ở bên trái chừng 60 thước dưới đại thụ. Thuấn Di thuật. Người thi pháp trọng yếu nhất bảo mệnh một trong. Bất quá lục long tốc độ phản ứng càng nhanh, ngay tại Roland xuất hiện một nháy mắt, hắn lập tức liền bắt được, trực tiếp một ngụm tiểu long nước bọc bay tới. Roland mới từ Thuấn Di trong mê muội lấy lại tinh thần, kết quả ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy một phát long tiên, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa sử dụng Thuấn Di thuật. Lục Long nhìn thấy công kích của mình lần nữa thất bại, trong mắt đã có phiền chán ý tứ. Mà lúc này, theo vừa mở trận liền biến mất Beta ta cùng một sư Romeo, hai người riêng phần mình xuất hiện tại một cái tinh linh bên cạnh. Hai người bọn họ đều ngẫu nhiên đến thứ cấp ẩn hình thuật cái này một ma pháp, hai người tại ban đầu thời điểm liền đã xác định tiếp xuống bọn hắn có thể làm được sự tình. Khách mời thích khách làm việc, ám sát không thể không nói bọn hắn kế hoạch tác chiến rất thành công. A à, a à, hai tiếng kêu thảm thiết về sau, hai tên tinh linh che eo thần ngã trên mặt đất. Mà Beta cùng Romeo hai người, bởi vì bại lộ thân hình, trực tiếp bị còn lại tinh linh cung thủ bắn thành cái sàn. Lại giết chết một cái. Roland khẽ mỉm cười, chỉ cần còn tiếp tục như vậy, thắng lợi liền muốn thuộc về bọn hắn. Đang khi nói chuyện Lục Long lại là một phát dịch axit phun ra bắn ra tới, Roland lần nữa biến mất, xuất hiện tại phụ cận hòn đá nhỏ bên trên. Nhìn thấy công kích của mình lại một lần nữa mất tích, Lục Long đã đến giận không kềm được trình độ, hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống. Sau đó toàn bộ không gian bên trong đột nhiên xuất hiện mấy đạo trong suốt dây thừng, phản phất đang cố định trận này không gian đồng dạng. Thứ nguyên miêu, Roland bất đắc dĩ thở dài hiện tại tinh thần lực của hắn đã cảm giác được không gian chung quanh từ nước hồ biến thành cứng nhắc, đã không có khả năng tái sử dụng thuấn di thuật. Chờ thứ nguyên miêu có hiệu lực về sau, lục long cao cao ngóc đầu lên. Xem ra chung quy là không cách nào tránh khỏi đến quải điệu một lần. Roland thở dài, hắn có chút không nở kinh nghiệm của mình giá trị. Mà xua cũng đến thời khắc nguy hiểm, bởi vì quá nhiều tiễn đều hướng về thân thể hắn bắn, vì lẽ đó hắn hiện tại. Dù cho lợi hại hơn nửa thuẫn, cũng không có khả năng đem mình bảo hộ vạn vô nhất thất. Mắt thấy lục long liền muốn phun ra dịch axit phun ra, lúc này hồng long đột nhiên xuyên thấu qua màn sáng, trực tiếp từ bên ngoài vọt vào. Sau đó màu đỏ cùng cháy rụi lục long đụng vào nhau, song song phương giữa không trung quẳng tới trên mặt đất. Đồng thời vẫn còn ở trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn, đồng thời lẫn nhau cắn xé thư khắc phía sau sinh ra một đôi kim sắc quang dực, chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống tới. Thật có lỗi, tới chậm. Thư khắc chính nói như vậy thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy lục long cắn hồng long cổ, trực tiếp tới cái hậu phương quảng ném. Rõ ràng là phi hành sinh vật, thể trọng lại dọa người, hồng long công chúa mà cách lợi hại hơn nữa, vẫn là bị ném tới thư khắc bên cạnh. Đông một tiếng vang thật lớn, hồng long công chúa trùng điệp quảng trên mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Đem hồng long quăng bay đi về sau, lục long trực tiếp ngồi dậy, đang muốn bay đến bầu trời, lại nhìn thấy hồng long lấy tốc độ cực nhanh lật chính bản thân thể, bay thẳng phát tới. Lại một lần nữa đem lục long đâm đến té ngã trên đất. Sự tình có chuyển cơ. Roland mắt sáng rực lên một chút, thư khắc, ngươi còn không đi lên hỗ trợ. Chương 256 ta rất hiếu kỳ. Hai đầu cự long, hai đầu quái vật khổng lồ cắn xé cùng một chỗ mỗi một lần nhấp nhô mỗi một lần va chạm vào nhau đều sẽ khiến mặt đất chấn động mặc dù là cự long là phi hành sinh vật nhưng mà thực tế cự long trận chiến dưới mặt đất đấu lực phi thường cao bọn chúng có được thân thể cường tráng dày đặc lân phiến bén nhọn răng nhọn cùng lông ngữ ma phát rất nhiều người đều coi là chỉ cần đem cự long ném xuống đất liền thắng lợi một nửa nhưng mà thực tế chỉ lấy sức chiến đấu mà nói, rơi xuống đất cự long mới là đáng sợ nhất. Bay ở không trung cự long chỉ là ủng có không tệ tính cơ động cùng không trung áp chế năng lực mà thôi, trên thực chất sát thương năng lực kém xa tích tắp nó trên mặt đất đến đến đáng sợ. Hiện tại liền là như thế, hai đầu cự long truyền đấu cùng một chỗ, lẫn nhau cắn xé bên trong, một mảng lớn một mảng lớn long huyết tung xuống. Mà lại song phương còn khoảng cách gần lẫn nhau phun ra long tức hỏa diễm cùng dịch axit bốn phía loạn tung tóe chung quanh hoa hoa thảo thảo đụng phải hỏa diễm liền thiêu đốt gặp được ăn mòn lập tức biến thành màu đen thành than cốc cuối cùng cơ hồ hoàn toàn biến mất margaret là chân lông mà lục lông chỉ là đờ ruồi biến hình mà thành theo lý thuyết margaret hẳn là mạnh hơn lục lông mới đúng nhưng vấn đề ở chỗ margaret niên kỷ còn quá nhỏ không đủ một trăm tuổi đổi lại long tộc phép tính vẫn là thiếu nữ mới LV6. Mà The Rui đã có LV cấp 11, rồng đã cấp 5 trên lệch, không nói đến kinh nghiệm chiến đấu lên trên lệch, chỉ là sở trường kỹ năng số lượng, liền không là cùng một đẳng cấp. Dù cho lục long một thân lân phiến đều đã bị Roland thiêu hủy, nhưng Margaret cùng đối phương cận thân vật lộn, thế mà đã ở vào hạ phong. Vì lẽ đó Roland mới khiến cho thư khắc lập tức đi hỗ trợ. Ta đây không phải sợ ngươi nói ta trọng sắc khinh hữu nha thư khắc liếc mắt, nhưng sau đó xoay người liền thấy Margaret lại bị một đạo dịch axit phun trúng, tiền thân phần lớn vẫy rồng tróc ra, màu hồng nhục thân tầng ngoài, bị dịch axit như thế gặp một chút, lập tức tư tư thanh âm càng không ngừng vang lên, cốt nhục tầng ngoài lập tức biến thành than đen sắc, còn có khói đen toát ra. Hắn lập tức giận dữ, trước cho Margaret xoát một đạo quang minh nhanh chóng trị liệu thuật, sau đó kêu lên, Mary, nhanh lui lại mặc dù ở vào long tộc đặc hữu nổi giận bên trong, nhưng Margaret lại nghe lọt, nạn hai cánh một cái, về sau bay ngược mười mấy mét, cuốn lên một trận gió lốc. Trong cùng phong, thư khắc dơ cao song kiếm, hô, pháp lệnh, rơi ngay. Quang mang chói mắt tại lục đỉnh đầu rồng chỗ xuất hiện, một viên kim sắc quan cầu, mang theo cực hạn nhiệt độ cao hạ xuống rơi. Lục lông ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ kiên dè sau đó hào quang màu xanh lục ở trên người hắn vần quanh tại ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ bên trong thời gian cái này lục long hóa thành một cái thân thể cường tráng trần truồng lõa thể nam tính tinh linh sau đó thư khắc liền ngây ngẩn cả người bởi vì lúc này pháp lệnh thần thuật đã mất đi mục tiêu trực tiếp tạo thành thi pháp thất bại sau đó đưa tới pháp thuật phản phệ thư khắc kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt có chút tái nhợt không trung kim sắc quan cầu bình một tiếng hóa thành vô số điểm sáng biến mất thế mà đã mất đi mục tiêu thư khắc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trên thực tế tại thế giới ma pháp nhận biết bên trong đờ ruồi từng cái hình thái sẽ bị coi là khác biệt sinh mệnh mục tiêu theo duy tâm góc độ đi lên nói vô luận báo đen vẫn là lục lông đều là tinh linh đờ ruồi nhưng từ ma pháp nhận biết góc độ đến nói báo đen lục long cùng tinh linh đờ ruồi là ba loại khác biệt mục tiêu hoặc là sinh mạng thể trần truồng lõa thể năm tính tinh linh đối thư khắc giữ tận cười một tiếng trực tiếp hướng hắn lao đến đồng thời ở trong quá trình chạy trốn hóa thành một đầu báo đen lại chạy mấy bước cái này báo đen liền biến mất thư khắc một bên lui ra phía sau một bên cho mình tăng thêm hai loại pháp thuật phòng ngự ngay tại ma pháp thêm xong một nháy mắt Báo đen đột nhiên tại thư khắc trước mặt 2 mét chỗ hiện hình, nhảy đánh tới. Lóe hàng quan lợi trảo trực tiếp đâm về thư khắc suy nghĩ. Thư khắc dơ lên cự kiếm đón đỡ, làm một tiếng về sau, thư khắc bị đẩy lui mấy mét, mà báo đen thì mượn lực một cái ngửa ra sau xoay người, rơi trên mặt đất. Ngay tại rơi xuống đất một nháy mắt, báo đen lại là một cái sau nhảy vọt, một đạo hỏa trụ phun trúng vừa rồi nó đặt chân địa phương né tránh hỏa diễm phun ra báo đen, quay đầu nhìn ngay tại phun lửa Margaret, trong mắt nhiều chút vẻ khinh thường. Lúc này thư khắc nhìn xuống cự kiếm của mình, phát hiện trên thân kiếm thế mà nhiều ba cái lỗ nhỏ, xem xét liền là vừa rồi báo đen ở phía trên lưu lại. Thấy thế hắn không khỏi hút miệng hơi lạnh, cái này báo đen móng vuốt cũng rất sắc bén đi. Đây chính là thượng hạng tinh cương chế tạo thành cự kiếm, độ cứng từ không cần phải nói, càng quan trọng hơn là phía trên còn phụ có quan minh lực lượng, thế mà đều bị báo đen móng vuốt cho đục ba cái lỗ nhỏ. Cái này báo đen móng vuốt, là cái gì quỷ vật chất làm thành? Trên thực chất, đờ cái nghề nghiệp này làm tinh linh tộc đặc sắc nghề nghiệp, tự nhiên là có mình chỗ độc đáo. Biến hình thuật là đờ rùi hạch tâm kỹ năng. Đờ am hiểu nhiều loại động vật biến thân, lấy đáp đối khác biệt môi trường tự nhiên, hoặc là chiến đấu hoàn cảnh lục long là đờ ruồi mạnh nhất hình thái, nhưng năng lực rất phản đồng đều. Sinh tồn năng lực, tổn thương năng lực, tính cơ động chờ một chút đều rất hết sức ưu tú, không có nhược điểm. Mà báo đen hình thái thì là đờ ruồi sở hữu hình thái bên trong, sát thương năng lực mạnh nhất. Biến thành báo đen về sau, sẽ có được tự nhiên ẩn hình thuật, đồng thời báo đen móng vuốt, sẽ căn cứ đẳng cấp tăng lên trình độ cứng cáp. LV5 Đờ Rui báo đen móng vuốt bị coi là duệ phong vũ khí. LV10 The Rui, báo đen móng vuốt bị coi là bí ngân vũ khí. Bí ngân là một loại rất cứng kim loại, đồng thời cũng có không tệ phá ma hiệu quả, chỉ cần cường độ công kích đầy đủ, ngay cả pháp sư ma pháp thuẫn đều có thể dễ như trở bàn tay xé nát. Vì lẽ đó thư khắc cự kiếm, lúc này mới bị đục ba cái lỗ nhỏ đi ra. Báo đen lại một lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái nhưng lần này lập tức liền có một đạo hỏa diễm phun về phía nó ẩn thân chỗ chỗ không xa, trực tiếp đưa nó theo ẩn thân trạng thái bên trong bức bách đi ra. Nhưng báo đen tốc độ vô cùng vô cùng nhanh, nó giống như là một tia chớp màu đen, nhảy đến một bên khác, lập tức lại tiến vào ẩn thân trạng thái, mà lại lần này, Margaret tự hồ cũng tạm thời tìm không thấy nó ở nơi nào. Báo đen ẩn thân năng lực liên phá ẩn long đồng đều có thể giấu giếm được đi, mà là nó ở vào Margaret ánh mắt gốc chết, hoặc là nói là nạn không thấy được địa phương. Margaret quạt quạt cánh bàn, kêu lên, thư khắc, mau lên đây. Đã đối phương trên mặt đất có ưu thế, lại linh hoạt, như vậy chúng ta liền bay đến không trung đi. Đây là Margaret đơn giản ý nghĩ. Nhưng thư khắc lắc đầu. Mà tại Roland bên này, su lần nữa ngăn lại hơn 10 mũi tên về sau, rốt cục bị mũi tên bắn trúng mi tâm sau đó lại bị mấy chi tiễn bắn trúng yết hầu cùng trái tim hướng về sau ngã xuống dù cho có đón đỡ mũi tên cái này sở trường cũng không phải trăm phần trăm hoàn toàn có thể ngăn cản sở hữu mũi tên y nguyên vẫn là một cái cường độ công kích cùng lực phòng ngự độ vấn đề roland vừa rồi lại ném ra ba viên tiểu hỏa cầu nhưng đều bị địch nhân bắn nổ mà lại roland căn bản không có thời gian tụ lực chỉ cần hắn dám tụ lực ma pháp liền sẽ có rất nhiều góc độ xảo trá mũi tên bắn tới, làm cho hắn lúng cuốn tay chân, phải không ngừng triệu hoán cầm thuẫn con rối mới có thể miễn cưỡng bảo vệ được chính mình. Hiện tại Roland rốt cuộc biết, vì cái gì đại đa số pháp sư đều cần thuẫn chiến sĩ bảo vệ. Bị cường đại cung thủ để mắt tới, đúng là không có cái gì thi pháp cơ hội. Lúc này trên trận, chỉ còn lại Roland, thợ săn, thư khắc ba người. Lại thêm Margaret một con rồng. Báo đen thân ảnh đột nhiên tại thư khắc trước mặt hơn 10 mét chỗ xuất hiện, con mắt của nó đỏ bừng, đồng thời báo miệng nói tiếng người, ngươi là thánh võ sĩ, theo lý thuyết hẳn là công chính cùng trật tự biểu tượng, tại sao lại muốn tới đánh lén chúng ta? Cái khác tinh linh công kích cũng đình chỉ, chỉ là bọn hắn trong tay trường cung, yên nguyên đối Roland cùng thư khắc hai người. Thư khắc cười lạnh nói, hai cái làng, một cái thị trấn, các ngươi tru diệt nhiều người như vậy loại ngay cả hài nhi đều không buông tha, ngươi nói ta tại sao lại muốn tới đánh lén các ngươi. Báo đen trầm mặt một hồi, nói ra, việc này các ngươi làm sao mà biết được. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Không quản các ngươi làm sao mà biết được, cũng không đáng kể. Việc này chúng ta không có bất kỳ cái gì sai lầm, cầm tù buôn bán chúng ta tinh linh tộc nhân nhân loại, đều phải chết. Thư khắc cả giận nói, các ngươi giết chết hung thủ là được, tại sao phải sát hại người vô tội, những cái kia vừa ra đời hài nhi, còn có tiểu hài tử, các ngươi cũng giết, vẫn chưa có người nào tính. Có tộc nhân bị bọn hắn tàn nhẫn ngược đãi tới chết, theo ta được biết, cái kia hai cái làng, còn có trong trấn người, đều đang xem kịch, còn rất hưng phấn. Tử vong phủ xuống thời giờ, không ai là vô tội. Báo đen nhìn xem thư khắc, lại nhìn xem rô lên, sau đó nói. Ta không muốn cùng các ngươi thảo luận loại này triết học vấn đề, không có gì hay, hiện tại ta chỉ muốn nói, các ngươi người mấy có lẽ đã chết xong, chỉ cần ngươi giết chết cái khác hai nhân loại, ta thả ngươi cùng Hồng Long đi. Nghe nói như thế, Roland tâm sự khóe miệng cười, đồng thời hắn đối tại hệ thống công hội bên trong một chút thư khắc. Roland kéo dài thời gian, chờ hóc bọn hắn sống lại. Thư khắc, minh bạch. Hồi phục xong Roland về sau thư khắc nhìn xem báo đen cười, ngươi thế mà muốn thả chúng ta đi. Mặc dù bộ dạng này nói sẽ để cho ta rất khó chịu, nhưng ta không thể không thừa nhận, nếu như một vị thánh võ sĩ, kim long kỵ sĩ chết tại ta chỗ này, quan minh thần giáo người, khẳng định phải tới tìm chúng ta tinh linh tộc phiền phức. Báo đen lạnh nhạt nói, cảm tạ ngươi vị kia bao che khuyết điểm nữ thần đi, thì phi không phân thánh võ sĩ các hạ. Báo đen thanh âm trầm thấp bên trong, mang theo khinh thường, đồng thời cũng mang theo điểm oán hận giống như bất đắc dĩ. Đều nói tinh linh tộc thuần phát, ta nhìn các ngươi rất âm hiểm. Thư khắc hư một tiếng, mỉm cười nói, chúng ta thánh võ sĩ nhất định phải tuân theo kỵ sĩ Mỹ Đức, không thể vứt bỏ đồng bạn của mình cùng chiến hữu. Nếu như ta cứ như vậy để ngươi giết chết bằng hữu của ta, đồng thời vứt bỏ rơi bọn hắn, ta tuyệt đối sẽ bị nữ thần từ bỏ, sau đó tại chỗ sa đọa thành hắc kỵ sĩ trở thành hắc kỵ sĩ về sau ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta chỗ lấy tất cả chúng ta vẫn là phải chết báo đen chậm rãi hướng bên mấy bước nó nhạt con mắt màu xanh lục một mực nhìn lấy thư khắc cuối cùng hơi kinh ngạc nói ngươi so ta trong tưởng tượng càng thông minh chút nhân loại trên thực tế đờ rùi hắn liền là đánh cái dạng này chủ ý chỉ là không có nghĩ đến thế mà bị thư khắc lập tức liền khám phá chính ngươi biến thành hắc kỵ sĩ tốt bao nhiêu. Báo đen lại ưu nhã đi về phía trước ba bước, mới tiếp tục nói, còn được phiền phức ta động thủ. Dù sao ngươi đều phải chết, coi như trước khi chết thổ chân ngôn, ngươi nói cho ta, đến cùng là ai nói cho các ngươi biết đồ thôn sự tình, ta thật rất hiếu kỳ. Chương 257 độ khó so trong tưởng tượng còn muốn cao. Thánh võ sĩ là rất cường lực nghề nghiệp, cường lực đến bị trò chơi khai phát tổ xưng là bút hạch tâm nghề nghiệp đặc thù sở trường là quang minh thân thế sử dụng bất luận cái gì vũ khí cận chiến đều bị coi là không nặng vũ khí nói cách khác cho dù là cầm cự kiếm cũng có thể giống như là chủy thủ đồng dạng dễ như trở bàn tay vung vẩy dùng đơn giản nhất chất phát cân nhắc điều kiện vũ khí càng nặng vung vẩy tốc độ càng nhanh như vậy lực trùng kích tự nhiên là càng cao dùng 10 kg cự kiếm, vung vẩy ra cùng chủy thủ đồng dạng tốc độ công kích. Mà chủy thủ phổ biến tại 1 kg tả hữu, cùng cự kiếm so sánh, là 1 phần 10 cơ sở trọng lượng. Vì lẽ đó thánh võ sĩ, dù cho chủ thêm mị lực, hắn cận chiến cơ sở tổn thương năng lực, cũng không thể sao bất luận cái gì ngang cấp chiến sĩ chênh lệch quá nhiều. Nhưng đồng dạng thánh võ sĩ sẽ không cố ý đi học tập cận chiến đặc thù sở trường, vì lẽ đó bọn hắn năng lực trận chiến chỉ là có thể đuổi được chiến sĩ, mà không thể vượt qua. Quan minh thân thế còn có một cái khác hiệu quả, mặc bất luận cái gì hộ giáp, đều bị coi là không nặng hộ giáp, đồng thời quan minh lực lượng sẽ cường hóa tiếp tục cường hóa khôi giáp, đối nó tiến hành cải tạo. Chậm rãi, mãi mãi tăng cường phòng ngự kháng tính cùng ma pháp kháng tính. Hiệu suất cao nhất quả làm người vật đẳng cấp ít ba bởi vậy thánh võ sĩ dưới tình huống bình thường là sẽ không thay đổi mình khôi giáp, bởi vì chỉ cần mặc vào 3 năm năm về sau, bọn hắn khôi giáp, liền sẽ trở thành một kiện lực phòng ngự khá cường đại thần thánh áo giáp, không thể so dũng giả hệ khôi giáp kém bao nhiêu. Thánh võ sĩ thứ cấp nghề nghiệp sở trường là Quang Minh Cánh. Nhân vật LV5 về sau, liền có thể tự động học hội Quang Minh Cánh, có thể làm dụng Quang Minh thần thuật ở sau lưng ngưng tụ một đôi kim sắc quang dực làm thi thuật giả đạt được cấp thấp gia tốc thuật, hiệu quả, đồng thời có được lơ lửng năng lực. Theo đẳng cấp này lên, thánh võ sĩ, nhàn giá trị đạt được tăng thêm một bước. LV10 về sau, quang minh cánh lại biến thành hai đôi, thi thuật giả có thể được đến trung cấp gia tốc thuật năng lực, chẳng những mặt đất tốc độ di chuyển sẽ tăng lên rất nhiều, tự thân tốc độ công kích cũng sẽ có được nhất định tăng lên, đồng thời có thể tiến hành khoảng cách ngắn phi hành dài nhất phi hành khoảng cách là nhân vật đẳng cấp ít hai cây số, nhất nhanh tốc độ phi hành làm người vật đẳng cấp ít 1.5 gạo m mỗi giây. Lớn nhất phi hành độ cao là đẳng cấp ít 2 m lớn nhất phi hành số. Lần tồn trữ hạng mức cao nhất là đẳng cấp 4, mỗi lúc sẽ tự nhiên tồn trữ một lần phi hành số lần. LV15 về sau, nghe nói thánh võ sĩ có thể được đến ba đối quan dực, nhưng theo quan minh thần điện từ trước tới nay, chưa hề có truyền kỳ cấp thánh võ sĩ khác sinh ra, bởi vậy LV15 về sau thánh võ sĩ sẽ có dạng gì năng lực, cũng không người nào biết. Thánh võ sĩ vô cùng vô cùng cường đại, nhưng hạn chế cũng rất rõ ràng. Đầu tiên bọn hắn lực lượng bắt nguồn từ quan minh nữ thần, mà lại làm việc chuẩn tắc nhất định phải là người tốt, ít nhất phải là trung lập thiện lương mới được. Một khi tư tưởng cùng hành động đều chệch hướng thiện lương trận doanh, như vậy liền sẽ sa đọa thành hắc kỵ sĩ hoặc là cũng gọi hắc võ sĩ hắc kỵ sĩ sẽ mất đi nữ thần chiếu cố mất đi lực lượng ánh sáng đồng thời đạt được ma giới một ít ma thần ban cho lực lượng từ đây lực lượng cùng tính cách đều sẽ có biến hóa căn cứ quan minh thần điện ghi chép càng là đẳng cấp cao thánh võ sĩ càng là dễ dàng nhận ma thần dụ hoặc hoặc là đổi cái thuyết pháp đại đa số ma thần đối dẫn dụ thánh võ sĩ sa đọa tương đương có hứng thú cường đại nghề nghiệp nhất định cũng sẽ có tương đối lớn hạn chế như vừa rồi thư khắc dám vứt bỏ roland chờ đồng đội dưới tình huống bình thường sẽ xuất hiện một lần tự phát trận doanh kiểm trắc coi như không có trực tiếp bị khai trừ thánh võ sĩ hộ tịch nhưng cũng sẽ tạo thành thần quyến giá trị hạ xuống thực lực cũng sẽ hạ xuống đây chính là thần chức người chân chính nhược điểm một khi mất đi thần quyến liền chẳng phải là cái gì. Vì lẽ đó Đờ Rui công khai nói là cố kỵ thư khắc cùng Long kỵ sĩ, hại sợ thế lực phía sau bọn họ. Nhưng mà thực tế, hắn là đem thư khắc hướng tử lộ lên bức, một để ý tin tưởng hắn, thư khắc hơn phân nửa đến tổn thất rất lớn. Nghe được báo đen đối nội gian cảm thấy rất hứng thú, thư khắc cười xuống, đối mắt Gareth lần nữa phóng ra cái trì vũ thuật, sau đó nói, vẫn là câu nói kia, nếu như ta nói cho ngươi nội gian là ai, liền là phản bội, ngươi rõ ràng chỉ là cái tinh linh, nhưng mỗi một câu bên trong đều là cạm bẫy. Báo đen hừ hừ cười lạnh hai tiếng, nhưng dù sao cũng sau ngươi chết ngay bây giờ rơi tốt. Có lẽ chúng ta có thể gãy trúng một cái, ngươi để con rồng kia nói cho ta, bán chúng ta là ai? Bộ dạng này, không coi là là ngươi phản bội. Đây đúng là cái biện pháp mặc dù giống nhau sẽ để cho tự thân trận doanh phát sinh bị lệch, nhưng không lớn, dù sao lời nói không phải từ trong miệng hắn nói ra được. Xem như một loại tương đương mưu lợi phương pháp. Nhưng số lần cũng không thể nhiều, nếu không đồng dạng sẽ xuất hiện trận doanh bị lệch. Mà bây giờ, thư khắc muốn làm chỉ là kéo dài thời gian, hắn lạnh nhạt nói, phải chăng có thế để ta suy nghĩ một chút? Có thể. Bảo đen rất nhân tính hóa gật đầu, biến thành báo đen về sau, con mắt của nó biến thành màu tím nhạt, nhìn xem có loại mị mê hoặc lòng người lực lượng, nhưng cái khác hai nhân loại phải chết. Dù sao chúng ta chỉ hứa hẹn ngươi cùng Hồng Long có thể sống sót. Roland cho thư khắc một ánh mắt, để hắn tiếp tục kéo dài thời gian, sau đó hắn đối thợ săn đóp phơ hô, mau trốn. Đóp phơ lập tức hiểu ý, lập tức hướng điểm phục sinh phương hướng phi nước đại. Báo đen tỏ ý một chút, mấy cái tinh linh lập tức đuổi đi theo. Theo lấy bọn hắn chạy, từng cái sẽ rẽ ngoặt mũi tên bắn đi qua. Bởi vì mảnh không gian này đều bị thứ nguyên miêu khóa cứng, Roland không cách nào sử dụng thuấn di thuật, chỉ có thể dùng hai chân phi nước đại. Cũng may hắn triệu hoán ba cái cầm thuẫn con rối ở sau lưng mình đoạn hậu, chạy mấy chục mét cũng không có tiễn kề đến trên người hắn. Chỉ là một cái pháp sư tại không có thuấn di pháp thuật tình huống dưới làm sao có thể chạy qua tinh linh? Không đến một phút đồng hồ, Roland liền bị đuổi kịp, một mũi tên trực tiếp theo bắn trúng lưng phải của hắn, đầu mũi tên theo ngực phải miệng xuyên thấu mà ra. Một bồng máu tươi giống như là suối phun đồng dạng bộc phát, Roland chiếu vào quán tính nhiều chạy mấy bước, sau đó ngã trên mặt đất. Bởi vì đau đớn giảm bớt quan hệ, cũng không làm sao đau nhất, liền là toàn thân bất lực. Mấy cái tinh linh đuổi theo, Đối đầu của hắn bổ một tiễn. Cái này Roland thật liền chết mất. Phóng thích linh hồn, sau đó tại giảng dị thần điện trùng sinh. Theo băng lãnh bằng đá tế tự trên đài nhảy dựng lên, Roland theo hệ thống trong ba lô xuất ra đơn giản quần áo mặc lên người. Xuất hiện ở người chơi nhóm đều đã có kinh nghiệm, cũng sẽ ở hệ thống trong hành trang để lên quần áo, miễn cho sau khi sống lại trần trùng trục, muốn tìm bộ y phục mặc cũng khó khăn đây là hắn đi vào trong trò chơi, lần thứ hai tử vong, không thể không nói, sử thi cấp phó bản độ khó xác thực cao. Không nói cái kia có thể biến thành đờ ruôi cự lông, chỉ là cái kia 11 tên tinh linh từng cái đều mạnh đến mức không được. Nói cách khác, bọn hắn dùng 8 đầu mệnh, mới đổi lấy đối phương ba cái tinh linh tử vong. Không quan hệ, có thể đổi mệnh liền tốt. Dù sao bọn hắn có thể vô hạn phục sinh, liền là kinh nghiệm lên tổn thất có thể có chút lớn. Hắn vô ý thức nhìn xuống nhân vật của mình thanh điểm kinh nghiệm, lập tức cảm thấy đau lòng. Lúc đầu hắn đã thanh điểm kinh nghiệm đã đến 65% tả hữu, kết quả một tràn rơi, trực tiếp rớt xuống 7% tả hữu, lại chết một lần tuyệt đối rất cấp. Không được, phải đem thi thể thu hồi lại mới được, có thể tìm về mất đi, 50% kinh nghiệm đâu. Roland thay xong quần áo về sau, lập tức hướng chiến trường bên kia phi nước đại chạy hơn hai phút đồng hồ roland rốt cục nhìn thấy đang cùng tự nhiên chi nộ tinh linh tác chiến đồng bạn linh lần nữa ngã trên mặt đất trên thân cắm sáu mũi tên phơ cũng đổ xuống mặt khác bét ta đang cùng một đầu tinh linh dây dưa hóc giống như là chỉ đại tinh tinh đuổi thái sơn đồng dạng đuổi lấy một cái tinh linh chạy mà người nam kia tính tinh linh cũng xác thực giống như là thái sơn tại cây cùng cây ở giữa xê dịch chuyển di, đi tới đi lui. Mà hốc thì quơ cự kiếm, tại mặt đất đuổi theo, đồng thời một kiếm tiếp một kiếm, như là chuyển động máy xe gió, đánh bại lấy ngăn tại hắn đường trước sở hữu đại thụ. Trang cảnh kia, giống như cho rô lên một loại xe tăng hạng nặng tại mở đường áo giác. Chỉ là tinh linh này nhìn xem hiểm giống cái này tiếp cái khác, nhưng kỳ thật căn bản một chút cũng không có nhận uy hiếp, hắn còn có thể nhảy vào quá trình bên trong đánh lại, thỉnh thoảng đối hóc để lên một tiễn. Roland lập tức đối hóc dùng cái cường thể thuật, cực hiệu quả cái chủng loại kia. Chỉ thấy hóc tốc độ lại tăng tốc mấy phần, thân thể phản phất lại lớn hơn một vòng, miệng bên trong phun bạch khí, lúc này trên thân thể của hắn đã có treo chí ít sáu mũi tên mũi tên, nhưng đều không có bắn trúng yếu hại, toàn kẹt tại rắn chắc to lớn cơ bắp trong đống có bản lĩnh ngươi liền trên tàn cây nhảy cả một đời, tinh linh hầu tử. Hóc căn bản không quản trên người mũi tên, đuổi theo tinh linh liền chạy. Roland ở phía sau theo một hồi về sau, thả chậm bước chân, hắn phát hiện tình huống có chút không đúng. Vừa rồi hắn gặp được chết mất đóp phơ, lần nữa chết mất linh, cùng phát cuồng hóc. Nhưng vấn đề là... Beta cùng mục sư đâu? Còn có thuật sĩ đâu? Roland vô ý thức liền triệu hoán ra ma lực cầm thuẫn con rối. Bởi vì vừa phục sinh, vẫn còn nửa trạng thái hư nhược, sở hữu thuộc tính đều có chỗ hạ xuống. Nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện cái khác bất luận cái gì dấu vết để lại, hắn liền chậm rãi lui lại, nghĩ trở lại giảng dị điểm trùng sinh. Dù sao hắn hiện tại học pháp thuật cũng không hoàn toàn, nếu như sẽ còn cái khác ma pháp gì thuẫn, linh mẫn gia tốc thuật, công kích gia tốc thuộc chờ tăng thêm ma pháp, hắn tuyệt đối nguyên bộ lên, cùng đối phương cương chính diện. Nhưng bây giờ vẫn là pháp sư cái nghề nghiệp này trưởng thành kỳ, mà lại tự thân trạng thái cũng không tốt, liền dự định trước lui về, cùng chuẩn bị phục sinh linh, cùng đốc phơ hội hợp. Ba người cùng một chỗ, luôn có chút chiếu ứng. Chính nghĩ như vậy thời điểm, lại đột nhiên nghe được ba tiếng dây cung vang lên. Thần sắc hắn khẽ động, ba cái ma lực con rối lập tức hiện lên hình tam giác đem hắn bảo hộ ở trong đó mặc dù có hai mũi tên mũi tên bị cản lại nhưng thứ ba mũi tên lại là theo nửa cái này bên trong hiện ra đường vòng cung sâu xuống tới trực tiếp ghim trúng rolen bả vai nếu không phải rolen phản ứng mau mau bên cạnh hạ thân tử mũi tên này trực tiếp có thể ghim trúng đỉnh đầu của hắn tinh linh tộc tiễn thuật năng lực bởi vậy có thể thấy được có bao nhiêu lợi hại hắn quyết tâm đem mũi tên theo trên bờ vai phát xuống tới mang đi một khối huyết nhục sau đó hắn nhìn trái phải một cái không có phát hiện bất cứ địch nhân nào chung quanh thực sự quá mờ tối hắn gãy gãy ngón tay ba viên quan cầu vừa thăng lên trên trời liền bị ba mũi tên bắn diệt nhưng roland theo cái này ba mũi tên hướng cũng phán đoán địch nhân đại khái phương vị trực tiếp thuấn phát một viên tự bạo tiểu hỏa cầu bắn tới hưu một tiếng Nắm đấm lớn hỏa cầu lấy tốc độ cực nhanh bay đến Roland phán đoán vị trí, sau đó trực tiếp dẫn bạo. Mặc dù chỉ là tiểu hỏa cầu, nhưng uy lực coi như khả quan, trực tiếp ở nơi đó tạo thành không dưới lựu đạn bạo tạc uy lực. Một tiếng vang thật lớn, một nắm lớn lá rụng cùng mấy cái bị chấn đoạn nhánh cây. Không có bất kỳ cái gì địch nhân bị trúng đích dấu hiệu. Roland chậm rãi thở hắt ra, để ba cái ma lực con rối bảo hộ lấy mình chậm rãi lui lại. Chương 258 làm hai tay chuẩn bị. Roland một bên lui lại, một bên trong đầu nhanh chóng tự hỏi xuất hiện trên chiến trường tình huống, lấy tận lực tìm kiếm địch tình báo ta. Trừ đi cái kia có thể biến thành cự long đờ ruồi, cái khác tinh linh tự hồ cũng là thợ săn. Cung thuật khá tốt, tốc độ di chuyển thật nhanh, mà lại có thể trên tàn cây đi tới đi lui cái này liền khiến cho Roland băng hoàng thuật hoàn toàn không có đất dụng võ. Băng hoàng thuật là kề sát đất quần công ma pháp, đối với yêu đứng thẳng ở trên mặt đất địch nhân tương đương hữu hiệu, có thể đối loại này nhảy nhảy nhóc nhóc, đi tới đi lui địch nhân hiệu quả liền cơ hồ không có. Mà lại trọng yếu nhất chính là, sở hữu tinh linh thợ săn đều sẽ kim tu tự nhiên ma pháp, bọn hắn bình quân ma pháp kháng tính có thể không phải nhân loại có thể so sánh theo lần chiến đấu này bên trong roland phát hiện mình rất nhiều vấn đề gặp được tinh linh loại này tính cơ động cực cao địch nhân mình đòn sát thủ hỏa cầu thuật cùng băng hoàng thuật liền không phát huy được tác dụng tốc độ của đối phương thật quá nhanh rất khó khóa chặt mà lại mình cơ hồ cũng không có sử dụng tụ lực đại hỏa cầu cơ hội các tinh linh xạ thuật quấy nhiễu thực sự quá phiền roland cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình tại thư viện trông được đến ma pháp sư trong thường thức, sẽ nói thợ săn là pháp sư giai đoạn trước tử địch một trong. Để ba cái khôi lỗi hộ vệ lấy mình, Roland cùng mặt đất lên lá khô chậm rãi lui lại, phát ra xa 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 thanh âm. Lui ước chừng xa hơn 10 thước, lại có ba phát tam liên tiễn bắn đi qua. Lần này đối phương không tiếp tục sử dụng sâu tiễn, liền là phổ thông trình độ xạ kích mang theo tự nhiên năng lượng ba đạo mũi tên cơ hồ đâm vào cùng khôi lỗi quan thuẫn lên cùng một cái điểm, trực tiếp đem cái này khôi lỗi tiêu diệt. Rô lên một mực rất cảnh giác, ngay tại khôi lỗi biến mất một nháy mắt, hắn liền triệu hồi ra một đầu mới ma lực con rối. Kết quả nhân nổ này mới vừa xuất hiện, liền bị một chi thật dài mũi tên cho xuyên thấu tấm thuẫn cùng ma pháp thân thể. Nhưng đối cái này ma lực con rối đến nói, cũng không phải là khiến tổn thương con rối đem trường tiễn theo trong thân thể rút ra, ném trên mặt đất. Lúc này Roland mới phát hiện, mũi tên này mũi tên so trước đó mũi tên ít nhất phải mọc ra 50%, mà lại mũi tên là hình dạng xoắn ốc. Đây là điển hình cường lực xuyên thấu tiễn, nếu như vừa rồi Roland chậm hơn nửa giây, như vậy dù cho thân bên trên mang lấy ma pháp hộ thuẫn, cũng rất có thể sẽ bị đâm lạnh thấu tiên. Nhẹ nhàng thở một hơi, Roland tiếp tục lui lại nhưng chờ hắn mau lui lại đến giảng dị sinh mệnh thần điện nơi đó, đều không tiếp tục nhận công kích. Mà Linh cùng đóp Phơ hai người cũng mặc đơn giản quần áo, theo điểm phục sinh trùng sinh, đồng thời cùng hắn hội hợp. Không có sao chứ, Roland. Linh dẫn theo một thanh chế thức cự kiếm, hỏi. Không có việc gì, liền là bị địch nhân theo dõi. Linh nhìn xem chung quanh đen nhánh rừng cây, nói ra, ta đã hạ xuống một bậc, lại chết hai lần đoán chừng còn được rất một cấp ta trước mắt kinh nghiệm tương đối ít cũng hạ xuống một bậc phơ cười khổ hai người chẳng những rất cấp hơn nữa còn có sau khi sống lại trạng thái hư nhược nói cách khác bọn hắn thực lực đánh rất lớn chiếc khấu roland dành thời gian nhìn xuống mình hệ thống giao diện phát hiện trạng thái hư nhược đang dần dần giảm bớt sau đó liền nói ra bất kể nói thế nào coi như suy yếu cũng phải đi lên chi viện nếu không lại chết nhiều mấy lần tổn thất sẽ lớn hơn dodpher buồn bực nói ra hy vọng cái này sự thi nhiệm vụ cho kinh nghiệm đủ nhiều chỉ ít có thế để chúng ta hơi có lợi nhuận nếu không sẽ thua lỗ lớn trước không cân nhắc nhiều như vậy linh ngăn tại roland cùng khôi lỗi trước mặt vừa đi một bên rất cảnh giác nhìn ngó nghiêng hai phía tìm kiếm lấy có thể là địch nhân lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại đi trước chi viện tiền tuyến. Mặc dù rất là đề phòng, nhưng tốc độ của ba người cũng không chậm, rất nhanh liền đến trước đó Linh tử vong địa phương. Linh cùng đốc phơ hai người lập tức thu hồi thi thể của mình, mà xê kiết quan lưu không có vào hai người thân thể bên trong, sau đó bọn hắn cùng nhau lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều thần sắc. Thu hồi thi thể về sau, bọn hắn chẳng những cầm lại ước chừng tổng kinh nghiệm 5%, mà lại trọng yếu nhất chính là còn khứ trừ trạng thái hư nhược. Ba người tiếp tục hướng phía trước, lần này tốc độ nhanh hơn, ở trong quá trình này, bọn hắn tìm được đầu huyết lộ, thuận đầu này huyết lộ, sau đó bọn hắn phát hiện hốc thi thể. To lớn, phản phất mạnh mẽ thú nhân đồng dạng hùng tráng thân thể, chính quỳ một chân xuống đất. Dưới thân thể của hắn, có trôi phản phất hồ nhỏ một bên vũng máu, mà lại thi thể chính diện, đầm chí ít hơn 30 cây vũ tiễn hóc không có chịu vết thương trí mạng, hắn là sống sống chảy hết máu mà chết. Linh nhìn xem hóc buông thõng suy nghĩ, nhẹ nhàng mân khởi miệng, biểu lộ rất lạnh, rất u ám. Mà đóp phơ thì ngó nhìn xung quanh, hắn là thợ săn, trinh sát kỹ thuật là trong ba người tốt nhất. Chung quanh không có phát hiện địch nhân, cũng không có đụng phải công kích. Linh nhìn xem phía sau, hỏi, chúng ta muốn hay không chờ một chút hóc? Ta cảm thấy không cần. Roland lắc đầu, chúng ta hẳn là lập tức đi tiền tuyến, chi viện Beta, xua bọn hắn. Hai người khác ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Lần này bọn hắn bắt đầu chạy chậm. Sau đó không có chạy vài phút, liền nhìn thấy phía trước có một bộ tinh linh thi thể. Kiểm tra một hồi, phát hiện là cái óc bị người trực tiếp nện thành bẹp. Hơn phân nửa là meo thủ bút. Linh sách âm thanh, một cái mục sư, lại có sánh vai đạo tặc tìm hành năng lực, mà lại mặt vẫn là trọng giác, chúng ta công người biết thật thương mại kỳ hoa. Đám người lại đi lên phía trước, lại phát hiện một bộ tinh linh thi thể, lần này là phía sau kiếm hình vũ khí đâm xuyên. Cái này không cần đoán, hơn phân nữa là bé ta thủ bút. Mà lại ba người còn phát hiện, cổ này tinh linh thi thể, trên mặt, cùng trên cổ, đều có màu vàng quái ban xuất hiện rốt cục có hiệu quả. Linh âm nhu cười xuống, trách không được bọn hắn có thể đâm lưng những này tinh linh, lần này nên các tinh linh muốn chạy trốn. Roland thoạt đầu còn có chút không rõ, nhưng sau đó liền nhớ ra rồi, đây cũng là thuật sĩ thủ bút. Bạch giòi làm ma sủng, nó đi ra liền là có được ma pháp đặc tính, cũng không chỉ là đơn thuần phân và nước tiểu. Roland nhớ kỹ Diễn Đàn đã nói qua, bạch giòi liền có được ăn mòn độc tố dịch bệnh cùng mùi thối công kích chờ bốn loại thuộc tính thế giới này có ma pháp sư có ma thú tự nhiên cũng có ma pháp virus vô lượng là độc tố vẫn là ăn mòn hiệu quả đều là dệt hoa trên gấm đồ chơi bạch dòi chân chính đòn sát thủ nhưng thật ra là nhìn không thấy sợ không được dịch bệnh cũng chính là siêu cấp virus làm liền rơi xuống người hoặc là trên thân động vật lúc ăn mòn hiệu quả sẽ xuyên phá người bị công kích quần áo cùng làn da, mà độc tố nhưng thật ra là tê liệt độc, khiến người ta cảm thấy không đến đau nhất, để cho virus có nhiều thời gian hơn, càng nhiều số lượng tiến vào người bị công kích huyết nhục bên trong. Chờ virus tại máu của địch nhân dịch tại thể nội khắp nơi du tẩu, phân liệt đồng thời tiến hành sinh sôi, bởi vì có ma lực tính chất, này virus sinh sôi tốc độ cùng ăn tốc độ nhanh vô cùng. Căn cứ hình người chất, lúc phát tác ở giữa một giờ đến hai giờ không giống nhau. Đương nhiên, cũng không ít chủng tộc là đối virus miễn dịch, nhưng tình linh không tại những này chủng tộc bên trong. Vậy liền nhanh đi chi viện. Ba người chạy mau lên, rất nhanh liền đi vào trước đó chiến trường. Roland trước thấy được mình thi thể, sau đó liền thấy đờ ruồi biến thành báo đen, đứng tại đối diện bọn họ chỗ cao màu trắng trên bề đá. Bảy cái sắc mặt vừa yếu vừa kém tinh linh, trốn ở báo đen đằng sau, lẫn nhau sử dụng trừ độc thuật, tiến hành trị liệu. Thư khắc cùng Margaret hai người đứng tại nó đối diện, biểu lộ rất nhẹ nhàng. Beta cùng mục sư Romeo hai người không phải không thấy tâm hơi, hơn phân nửa là ẩn thân đi lên. Mà thuật sĩ cùng xua hai người thì một trái một phải, đứng tại thư khắc hậu phương chỗ không xa. Roland lập tức đi nhặt thi thể của mình. Báo đen trên mặt biểu lộ thật không tốt, Hắn nhìn xem Roland, nhìn lại một chút linh, nhạt con mắt màu tím bên trong, tràn đầy bi thống phẫn nộ, các ngươi có thế phục sinh, các ngươi là hoàng kim chi tử. Thư khắc gật gật đầu. Như vậy ta biết ai là nội gian. Bảo đen nhìn về phía thư khắc, chúng ta trong tộc, thờ phụng sinh mệnh nữ thần người không coi là nhiều, mà tự nhiên chi nộ bên trong thậm chí chỉ có một cái. Answer Cung nộ gầm rú tại toàn bộ bị phong bế không gian bên trong quanh quẩn. Sau đó báo đen hung hăng nhìn chầm chầm thư khắc, nó nhếch miệng, bén nhọn răng lóe hàng quang. các ngươi có thế phục sinh, các ngươi căn bản không sợ chết, vì lẽ đó ngươi vừa rồi giả vờ như cân nhắc điều kiện của ta, nhưng thật ra là một mực đang nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Thư khắc cười xuống, không nói gì. Báo đen quay đầu nhìn một chút mấy cái kia tại dùng ma pháp lẫn nhau trị liệu, khu trừ virus tộc nhân. Sau đó nó khóe miệng một phát, cười nói, kỳ thật ta. Cũng là đang kéo dài thời gian a. À. Vừa mới dứt lời, nó thừa dịp thư khắc sững sờ thời gian, giống như là ti chớp màu đen, trực tiếp nhào về phía thư khắc. Đồng thời tại nhào vào quá trình bên trong, toàn thân của nó lóng lánh lục sắc. Báo thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, trở nên to lớn, da lồng hóa thành vẫy màu xanh lục, trên trán mọc ra sông giác không đến nửa giây nó liền từ một con báo đen biến thành một đầu to lớn lục lông nhào về phía thư khắc lục lông thư khắc vừa đem cự kiếm nói ra sau đó lại bất đắc dĩ nghĩ buông xuống đối phương tốc độ quá nhanh ngay cả pháp lệnh thần thuật đều không dùng được càng đừng đề cập khống chế hành động của đối phương cùng lắm thì liền là chết một lần không có cái gì ngay tại thư khắc nghĩ như vậy thời điểm Margaret theo bên cạnh liền xông ra ngoài, cùng nhạo tới lục lông đụng vào nhau. Song phương đụng nhau thời điểm, phát ra đông lông tiếng vang, lục lông mặc dù định ngay tại chỗ, nhưng Margaret thì bay ngược trở về. Trực tiếp đạn rơi vào hơn 20 mét bên ngoài, sau đó lăn trên mặt đất đến mười mấy vòng mới dừng lại. Bụi đất tung bay, trên đường đi ép đứt mất không biết bao nhiêu cây cối. Thư khắc bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem trên mặt đất dùng sức dãy dùa, nhưng tự hồ lại đứng không dậy nổi mắt Garrett. Một hướng tính tình tốt thư khắc đỏ hồng mắt đối lục long quát ầm lên, người đáng chết. Lục long tại tầng trời thấp quạt hai cánh, dơ lên từng đợt bụi đất cùng cỏ dại, con mắt của nó tràn đầy trêu tức vui vẻ. Lúc này lục long toàn thân hiện đầy xinh đẹp vẫy màu xanh lục, cái kia bị rô dùng đại hỏa cầu thuật đốt đi ra than cốc bộ dáng đã biến mất không thấy gì nữa. Đờ Rui biến hình thuật là biến hóa một cái sinh vật bộ dáng đi ra, sau đó lấy được hình chiếu, vì lẽ đó vô luận tại động vật hình thái xuống nhận thương nặng cỡ nào, chỉ phải trả lời đến tinh linh bộ dáng, lại biến thành động vật liền sẽ phát hiện, trước đó nhận qua tổn thương, cũng tuyệt đối sẽ biến mất. Đây là đờ đặc biệt có năng lực. Thư khắc trút ra cử kiếm. Mà lúc này Roland chậm rãi hướng lui về phía sau, đồng thời nhỏ giọng đối linh nói ra, ta lui về vào trong rừng cây sử dụng tụ lực ma pháp, các ngươi nhất định phải giúp ta chuyển đổi cái này đờ ruồi ánh mắt, đừng để hắn như vậy nhanh phát hiện ta. Linh nhẹ nhàng gật đầu. Roland sờ lên bộ ngực mình yên tĩnh tâm, lần này hắn muốn khiêu chiến một chút nhanh chóng tụ lực kỹ xảo. Nếu có thể ở bốn dây bên trong đem tự bạo đại hỏa cầu lấy ra, như vậy đầu kia lục lông, tuyệt đối đỡ không nổi, dù cho một thân mới vẫy rồng cũng đỡ không nổi chương 259 kỳ thật tự hồ cũng không phải quá khó. Nhìn thấy đờ ruồi hóa thành lục lông, một lần nữa biến thành hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, Roland liền biết sự tình có chút không ổn. Biến hình thuộc biến thành ma thú, trên tổng thể đến nói là không bằng ngang cấp nguyên hình động vật cường đại. Bất quá đờ ruồi có thể dựa vào tự nhiên pháp thuật đền bù cái này một thiếu hụt. Mặt khác biến hình thuật ưu điểm cũng rất rõ ràng, hắn chỉ cần hoán đổi hình thái liền có thể thu được hoàn hảo không chút tổn hại mới thân thể vì lẽ đó cùng The Rui chiến đấu ngươi nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem đánh giết nếu không một khi hắn hoán đổi hình thái liền lại được cùng một cái hoàn toàn mới địch nhân chiến đấu bất quá The Rui cũng không phải là không có nhược điểm biến hình thuộc khoảng cách thời gian chí ít nửa giờ mà lại vô luận Rui làm sao biến hóa nó bản chất linh hồn là không đổi Nói cách khác, lam lượng là biết một thẳng tiêu hao, nếu như không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đem đờ rui giết chết, nghĩ như vậy biện pháp hao hết hắn, lam lượng, hoặc là dùng tinh thần ma pháp công kích linh hồn của hắn, là rất không tệ cách làm. Mà cái này vừa vặn liền là đờ rui nhược điểm lớn nhất. Mặc dù tinh linh tộc ý chí lực tại toàn chủng tộc bên trong xem như thứ hai, xếp số một chính là sương lan thị tộc. Nhưng biến thành giả thú về sau, chẳng những tập tính bên trên sẽ hướng giả thú dựa vào, mà lại ý chí lực cũng sẽ có trên phạm vi lớn hạ xuống. Cái này rất bình thường, giả thú đại não bản thân liền nhỏ, mà lại linh hồn cùng thân thể là bổ sung. Khỏe mạnh, phù hợp linh hồn thân thể, mới có thể lại càng dễ làm linh hồn đạt được tẩm bổ cùng bảo hộ. Mà loại thân thể người cùng giả thú thân thể, đương nhiên là có không quá xứng đôi vấn đề. Cái này liền khiến cho đờ Rui tại biến thành giả thú về sau, vô luận là trí lực, vẫn là ý chí lực đều sẽ có nhất định hạ xuống. Nhất trực quan biểu hiện liền là có thể sử dụng tự nhiên pháp thuật biến ít, quy lực thu nhỏ các loại vấn đề. Đây cũng là vì cái gì đờ Rui rõ ràng mạnh như vậy, lại sẽ không được xưng là bút nghề nghiệp nguyên nhân. Mạnh mẽ địa phương rất cường thế, yếu địa phương cũng rất rõ ràng. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất ở chỗ không có người sẽ tinh thần ma pháp, mặt khác, liền là đờ ruồi đẳng cấp quá cao, tinh linh tộc lại có rất cao ma pháp thiên phú, ma lực cũng có dễ dàng như vậy hao hết. Roland chậm rãi lui ra phía sau, dù sao hiện tại lục long nhận định trọng yếu nhất mục tiêu, liền là thư khắc cùng Margaret mà thôi. Chờ hắn thối lui đến trong rừng cây về sau, lúc này mới đứng vững thân thể. Mà Beta bọn người, thì không để lại dấu vết đứng tại rừng cây trước. Roland tại công công trong hệ thống một chút thư khắc, nghĩ biện pháp để hắn chí ít chịu khống chế ba giây đồng hồ, ta làm cái lớn bom cho hắn đến một phát. Thư khắc, thu được. Qua loa ngay người về sau, thư khắc thối lui ra khỏi công hội nói chuyện phím hệ thống, sau đó nhìn thoáng qua phiên thân ba Margaret. Nhìn Margaret bộ dáng thật không tốt, tiền thân lân phiến đã rơi xong, ngực trái xương nơi đó còn lõm đi vào một khối, bò sau khi thức dậy còn phun một nguồn máu. Mang theo cứu nóng cảm giác đậm đặc huyết dịch rơi trên mặt đất, phản phất nóng hổi dung nham. Thư khắc vứt cho Margaret một cái trị liệu thuật, nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm, bởi vì Margaret chất lượng tương đương đối với con người mà nói, quá lớn, đây là nhằm vào loại người hình thể trị liệu thuật, không phải cho quái vật khổng lồ dùng. Nghe được thư khắc, Margaret lập tức hóa thành hình dạng người. Lông chuyển hình dạng người, trên bản chất cũng là biến hình thuật, đồng dạng biến thành người về sau, cũng là vô hại trạng thái. Thư khắc thấy được nàng bộ dáng này, nổi giận biểu lộ bình tĩnh có chút ít. Bởi vì đờ có thể biến lông, mà long có thể biến tinh linh hoặc là nhân loại, lại bởi vì thế nhân đối với lực lượng đặc thù sùng bái, rất nhiều người đều nghĩ lầm, tinh linh tộc biến hình thuật là học được từ lông tộc, nhưng kỳ thật sự thật vừa vặn tương phản. Mà thừa dịp cơ hội này, trôi nổi ở giữa không trung lục long toàn thân bắt đầu phát sáng một trận nhận một trận ngắn ngủi sáu giây bên trong liền phóng ra mười cái pháp thuật hắn đây là đang làm cái gì thư khắc cảm thấy sự tình có chút không ổn hắn tại cho mình thực hiện tăng thêm ma pháp sự tình phiền toái margaret khuôn mặt nhỏ căng cứng thư khắc chúng ta trước trốn đi Ngươi không phải nói đồng dạng tăng thêm ma pháp đối long tộc khổng lồ hình thể không có có hiệu quả sao? Thư khắc kinh ngạc hỏi ngược lại. Trước kia thư khắc cũng muốn giúp Margaret thêm trạng thái, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Tinh linh tộc khác biệt, bọn hắn ma pháp đến từ thế giới thụ, khả năng giúp đỡ chiến tranh cổ thụ thêm trạng thái ma pháp, đối cự long cũng hữu hiệu quả. Mà lại ta tự hồ nghe nói qua, Long tộc long nữ ma pháp nhưng thật ra là thoát thai từ tinh linh tộc tự nhiên ma pháp. Margaret biểu lộ lộ ra rất là không có ý tứ, có chút lúng túng bộ dáng. Thư Khắc giật nảy cả mình, bất quá tình huống trước mắt nhưng cũng không phải do hắn lại ngây người. Hắn vội vàng đối Margaret nói ra, ngươi rời đi trước, chúng ta là hoàng kim chi tử, sẽ không tử vong, nhưng ngươi ra chuyện liền xong rồi. Mà lại hình dạng người ngươi so với cự long hình thái kém xa. Margaret nhếch nhếch miệng, "Chính ngươi cẩn thận chút." Thư Khắc gật gật đầu. Mà lúc này, Không Trung Lục Long đã thi pháp hoàn tất, nhìn xem toàn bộ thân thể tự hồ cũng lớn hơn một vòng. Margaret quay người liền hướng trong rừng cây chạy. Lục Long ở giữa không trung, to lớn long đồng lộ ra trêu tức vui vẻ, hắn bay nhảy cánh, đang muốn đi đuổi Margaret nhưng lúc này thư khắc lại đem cự kiếm dơ cao, trực tiếp quát, pháp lệnh, cấm bay. Áp lực cực lớn đột nhiên chồng chất ở tại lục long trên thân. Mà lục long thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới một trời, theo giữa không trung kém chút trời trên mặt đất. Nó dùng sức bay nhảy lấy hai cánh, trên mặt đất quạt lên từng đợt gió lốc, xen lẫn đại lượng cỏ xanh cùng lá cây. Nhìn thấy thư khắc động thủ, người bên cạnh trực tiếp xông tới. Bé ta tự ly xa trực tiếp phun ra miệng Long viêm đi qua, nhưng đều còn không có tới gần hỏa cầu liền bị đẩy lùi. Những người khác xông đi lên, liền bị to lớn gió lốc đỉnh trở về. Tiên sư nó, cái này không có cách nào đánh a. À. Mặt lấy trọng giáp chiến sĩ nổi giận mắng. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng những người này lần lượt xông đi lên, sau đó lại bị kịch liệt phong áp lần lượt thổi trở về. Lúc này Roland trốn ở trong rừng cây cách cây cối ở giữa khe hở, nhìn chầm chầm lục long vị trí, màu lam hỏa cầu tại lòng bàn tay của hắn cấp tốc phòng lớn. Roland lần này dùng tới toàn lực. Dùng hết sở hữu ý niệm lực, Roland điên cuồng đem ma lực trót vào hỏa cầu ở trong. Gương mặt của hắn đang vạn vẹo, trán cùng cổ nơi đó gân xanh nổi lên, rất nhanh sắc mặt liền đỏ bừng lên. Đồng thời treo ở cổ nơi đó ninh thần dây chuyền bắt đầu phát sáng, tại không đến ba giây bên trong hắn cũng đã đem cơ hồ toàn thân ma lực đều đã rót vào hỏa cầu thuộc bên trong, phát động ninh thần dây chuyền bị động bổ ma hiệu quả. Hỏa cầu đường kính đã vượt qua một mét, chung quanh một ít cây cối đã bốc cháy lên. Ba giây đồng hồ thời gian kỳ thật rất ngắn, lúc này thư khắc cái mũi đã bắt đầu chảy máu. Cấm bay cái này pháp lệnh thần thuật trên bản chất liền là dùng tinh thần lực cùng địch nhân tại đấu sức, lợi ích tại thần lực tăng thêm, cái này thần thuật hiệu quả bình thường đều rất tốt, nhưng lục long bản thân là thuộc về truyền kỳ sinh vật, huống chi mình còn tăng thêm hơn 10 loại tăng thêm trạng thái, cái gì lực lượng tăng lên, cứng cỏi tăng lên, sức sống thuộc vân vân. Thư khắc ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, nhưng hắn lại là đang cười. Hắn đang cười lục long khinh địch. Vừa rồi lục long một mực tại trêu tức lấy nhìn xem rolen, nó cũng không chủ động công kích, Liền là tại nguyên chỗ chậm rãi đi lên bay, muốn dùng mình mang lực, từng chút từng chút địa ma chết thư khắc, dù sao hắn hiện tại đã là trạng thái toàn thịnh, không giống trước đó, vừa biến thành Lục Long liền nhào tới, kết quả bị người đùa bỡn một đạo, một cái đại hỏa cầu thuật, đem nó lưng phiến đều cho đốt thoát xong. Nói đến đây. Pháp sư người đâu? Lục Long một bên thỏa mãn nhìn xem thư khắc thân thể đang run rẩy, máu mũi chảy ròng mà lại hắn cảm nhận được đối phương cấm bay thần thuật, sinh ra áp lực càng ngày càng nhỏ. Đoán chừng tiếp qua vài giây đồng hồ, cái này thánh võ sĩ liền muốn chịu không được, trực tiếp tinh thần phản phệ, sau đó thất khiếu chảy máu mà chết. Hắn nhìn xem thư khắc bối rối, đồng thời tả hữu tìm kiếm lấy Roland thân ảnh. Cũng chính là vào lúc này, Lục Long cảm giác được phía trước trong rừng cây có cổ cùng bạo ma lực tại tạo ra, tốc độ rất nhanh rất nhanh chỉ là nháy mấy lần con mắt công phu, liền đã đến để lục long cảm thấy sợ hãi trình độ. Cứt chó, lại bất cẩn. Biến thành cự long trí lực hạ xuống phải có chút lợi hại. Lục long ở trong lòng trực tiếp giận mắng mình một câu, sau đó cũng không cùng thư khắc đấu sức, hé miệng, lục sắc dịch axit long tức giống như là trải qua phòng cháy cao áp súng bắn nước đồng dạng phun tới, trực tiếp phun đến thư khắc trên thân. Không đến hai giây, thư khắc ngay cả người mang giáp bị ăn mòn sạch sẽ cặn bã đều không có để lại sau đó lục long thay đổi suy nghĩ hướng đạo này long tức theo nó suy nghĩ chuyển động trực tiếp đảo qua beta, lô cùng solomon bọn người mấy người kia lại một lần nữa hóa thành bụi đất ăn giáo huấn toàn lực xuất thủ lục long thực lực hoàn toàn nghiền ép nhiệm vụ tiểu đội tất cả mọi người sau đó lục long bay thẳng nhào về trước không đến nửa giây liền bay đến rừng cây phía trên, một ngụm thiên nữ tán hoa giống như dịch axit hướng nghiêng xuống phương rừng cây phun tới. Bởi vì cách tán cây, lục long nhìn không thấy rô lên, hắn chỉ có thể căn cứ ma lực khí tức đoán chừng đại khái vị trí. Lục sắc dịch axit cấp tốc đem tán cây ăn mòn sạch sẽ, lục long xuyên thấu qua ăn mòn đi ra lỗ lớn, liếc mắt liền thấy được rô lên, cùng hắn giơ cao to lớn màu lam hỏa cầu, đường kính đã nhanh một thước rưỡi nhưng cái này cũng không hề có thể trực tiếp giết chết đầu này lục long chỉ ít rô lên cảm thấy không thể. Còn kém một chút xíu, chỉ cần nửa giây. Long xem một chút không trung lục long bởi vì tới gần, lục sắc tầng trời thấp phi hành phát đưa ra tới cụ gió thổi rô lên càng không ngừng lui lại. Nhìn trên mặt đất cái kia toàn thân lóe màu lam nhân loại, lục long bắt đầu hít sâu. Sau đó liền nhất định là một ngụm long tức. Lúc này hỏa cầu đã rất lớn, nhưng Roland vẫn cảm thấy uy lực của hỏa cầu không đủ. Ném đi ra ngoài, chưa hẳn có thể giết chết lục lông, nhưng không ném nhất định phải chết. Ngay tại Roland lo lắng lấy muốn hay không ném thời điểm, một đạo bạch sắc thương ánh sáng, theo cao cao trên trời thẳng đứng hạ xuống, tốc độ nhanh đến đã lôi ra tàn ảnh tình trạng. Roland nhìn xem đạo ánh sáng này súng đột nhiên xuất hiện tại trong kết giới sau đó trực tiếp quán xuyên lục long thân thể từ giữa đó đâm vào trực tiếp đem lục lông găm trên mặt đất lục lông cảm giác được kịch liệt đau nhức nổi giận gầm lên một tiếng quay đầu nhìn rốt cục là thứ gì thương tổn tới chính mình mà cái này vừa nghiêng đầu roland rốt cục đạt được gần nửa giây Giờ cao hỏa cầu đã rốt cục vượt qua một thước rưỡi uy lực đủ đủ rồi roland không chút do dự đem trong tay đại hỏa cầu ném ra ngoài nhìn xem đánh tới chớp nhoáng hỏa cầu khổng lồ, lục long con mắt thật to mở to, tràn đầy sợ hãi. Hắn dùng sức vỗ cánh, nhưng cuối cùng vẫn không thể động đậy. Sau đó bạo tạc. Nổ thật to âm thanh, hỏa diễm giống như là một đóa to lớn cây nắm chậm rãi dâng lên, rất nhanh liền tản mát đến phụ cận. Roland ném ra hỏa cầu về sau, trực tiếp bịt lấy lỗ tai, sau đó đánh ra trước, gắt gao nằm rạp trên mặt đất bạo tạc sinh ra sóng nhiệt, trực tiếp đem chung quanh đại thụ nhỏ quyền đều thổi lệch ra, nhanh phủ phục ngã xuống. Chương 260 quan thương nhận chủ. Làm rô trên mặt đất lúc bò dậy, phát xuất hiện xung quanh mình đã bốc cháy lên. Rô che lấy lỗ mũi, rời đi mảnh này thiêu đốt lên rừng cây. Tại trước mắt hắn là cái hố cực lớn, dưới đáy chẳng những có có chút ít nham tương đang lăn lộn lấy bọc biển hơn nữa còn có một bộ to lớn thi thể đang thiêu đốt. Thiêu đến rất chậm rất chậm, chỉ có tận cùng dưới đáy cùng nham tương tiếp xúc địa phương mới thiêu đốt lên. Trên thi thể còn cắm một cây to lớn, màu ngà sữa quan thương. Roland lập tức sử dụng ra phạm vi lớn băng hoàng thuật, trực tiếp đem đáy động nham tương đông lạnh thành hắc nham, mà trên thi thể hỏa diễm cũng biến mất theo, quét sạch súng vẫn còn ở đó không biết biến hình thuật thịt trồng da trồng hiệu quả có thể hay không giống như chân lông. Roland đứng tại bờ hố, nhìn phía dưới đã có chút tản ra thịt nướng thịt thơm to lớn lông thi, nhỏ giọng thầm thì. Sau đó hắn dành thời gian nhìn thoáng qua xa xa mấy cái tinh linh. Bọn hắn đã không sai biệt lắm ở vào sắp chết biên giới. Bởi vì bọn họ bản thân liền trúng phải bạch dòi, tường độc, thân thể liền không được tốt, sau đó bị bạo tạc tiếng vang trực tiếp chấn điếc lỗ tai, đồng thời chấn choáng, lại bị khoảng cách gần bộc phát sóng nhiệt hất bay, trực tiếp sốc xa mười mấy mét, tại cây cối ở giữa đánh tới đánh tới, như cái bóng truyền giống như. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, chung quanh to lớn phó bản kết giới cũng vẫn còn ở đó. Cũng chính là, nhất định phải đi đem mấy cái kia tinh linh cho bổ đao mới được. Ngay tại Roland muốn đi qua động thủ thời điểm, trước hết nhất phục sinh, một mực chạy trước tới hốc giận dữ hét, đừng đoạt, ta đến bổ đao, Ta đã chết hai lần, hạ xuống một bậc. To lớn tinh tinh theo cháy rồi trong rừng cây chạy ra, mặt đất đều phản phất đang chấn động. Roland cũng vừa thật không muốn đối không có sức hoàn thủ tinh linh động thủ, liền đối với hóc gật gật đầu. Lúc này hóc yên nguyên ở vào phẫn nộ trạng thái, hắn chạy nhanh, tại hố to trước trực tiếp lên nhảy, cái nhảy này chỉ ít nhảy gần xa 20 mét, nền ở cái hố một bên khác, sau đó hắn trống giận, vọt vào đối diện rừng cây không nhiều biết, liền có hệ thống nhắc nhở đi ra. Roland mở ra hệ thống tin tức giao diện. Nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên cùng trừng trị lựa chọn. Đạt được 2.100 điểm nhân vật điểm kinh nghiệm. Nhân vật đẳng cấp tăng lên tới LV6. Không hổ là sử thi nhiệm vụ, cho kinh nghiệm thật nhiều. Trực tiếp LV6, rồng rã một ống tử kinh nghiệm sau đó hắn nhìn một chút đáy hố đâm vào lông thi lên quan thương, lòng hiếu kỳ dần dần, liền đi xuống. Càng đến gần cái này chỉ ít cao ba thước quan thương, rô lên thì càng cảm giác được không thoải mái. Phản phất đang tinh thần bên trong, có loại xì 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 thanh âm trong đầu vang lên, có điểm giống là trạm biến thế loại kia dòng điện âm thanh, rất chán ghét. Mà lại theo chỗ dựa của hắn gần, liền càng ngày càng vang nhưng Roland gần nhất vẫn là đi tới long thi trước, hắn bò lên trên long thi gần cao 2 mét thân thể. Rồi cái này cán quan thương rất gần, gần đến chỉ có khoảng nửa mét. Roland cảm giác được trong đầu tự hồ bị lấp cái trạm biến thế đi vào, xì 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 thanh âm nhau nhau đến ốc tự hồ cũng đang sôi trào. Roland một tay án lấy trán của mình, bộ dạng này sẽ dễ chịu một chút, sau đó đưa tay phải ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng sờ đụng một cái quan thương sáng tỏ mặt ngoài. Tư một tiếng, rô lên đầu ngón tay đen một nổi lên. Sau đó hắn nhảy xuống thân rồng, trở lại cái hố trước, bởi vì hắn thực sự chịu không được trong đầu loại kia thanh âm, làm cho hắn nhanh nổi điên. Đứng ở cái hố một bên, loại kia xì 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 thanh âm rốt cục biến mất. Hắn nhìn xuống mình phải đen ngón giữa đầu ngón tay, nơi đó đen nhánh một khối, tiếp lấy hắn dùng xoa tay chà sát, màu đen da rơi xuống đất, đồng thời còn có một khối màu đỏ, quen tú đầu ngón tay thịt cũng đi theo rớt xuống. Roland sửng sốt một chút, ngón tay giữa nhọn đặt ở trước mắt mình, phát hiện ngón giữa nhọn nơi đó không sai biệt lắm đã không có thịt, xuyên thấu qua một tầng màu hồng mỏng thịt, cơ hồ có thể nhìn thấy đầu ngón tay xương cốt. Ta đi. Phạm vi nhỏ nhiệt độ siêu cao. Mà lại mình mà kháng cũng không thấp, cái kia thanh quan thương. Là cái gì đồ chơi? Roland đem ngón giữa thả ở trong miệng, mút hít một hơi, sau đó rốt cục có huyết dịch theo vết thương nơi đó chảy ra. Hắn theo hệ thống trong ba lô tìm ra băng vải, cho mình ngón giữa băng bó kỹ. Lúc này, thư khắc, bé ta đám những người khác cũng cuối cùng từ điểm phục sinh chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy rô lên, đều xông lại cho hắn nhẹ nhàng đánh một quyền, bội phục cực hạn. Bọn hắn đều cho rằng, nếu không phải rô lên, lần này lục long khả năng thật chết không được nói không chừng đối phương sẽ còn đem bọn hắn ngăn ở điểm phục sinh, sau đó một mực đem bọn hắn giết tới không cấp. Chỉ là Roland chỉ chỉ đáy hố quan thương, nói ra, không phải công lao của ta, là cây thương kia. Đám người lúc này mới phát hiện đáy hố có một thanh quan thương. Nhìn xem tự như là đem rất lợi hại vũ khí. Su kinh ngạc nhìn xem Roland, lúc nào xuất hiện. Từ trên trời bay xuống. Roland giải thích nói. Đám người lại nhìn chầm chầm quan thương nhìn một chút, lúc này thư khắc biểu lộ đột nhiên ngây ngẩn cả người, tự hồ là đang lắng nghe thanh âm gì. Mà một mực lôi kéo thư khắc tay Margaret phát hiện sự biến hóa này. Xu nhìn sẽ quan thương, lộ ra trong mà thèm thần sắc, hắn lại hướng Roland hỏi, chẳng lẽ ngươi không có thử đi lấy một chút? Thử. Roland hướng hắn lộ ra được mình bao lấy băng vải ngón giữa, ngón tay trước mắt đều bị bỏng quen xua sửng sốt một chút, sau đó hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn xem đáy hố quan thương, nói ra, dù sao sẽ không chết, ta thử xuống nhìn xem, ta cảm giác cái đồ chơi này tự hồ là sẽ nhận chủ. Vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy nó sẽ nhận ngươi làm chủ nhân? Bên cạnh mục sư Romeo tò mò hỏi. Bởi vì ta là chiến sĩ. Xu chuyện đương nhiên nói ra, bình thường mà nói, vũ khí nhận chủ không phải nhìn nghề nghiệp sao? ta đi thử xem. Xua nói tự hồ có chút đạo lý, tất cả mọi người không có ngăn cản hắn. Mà thư khắc lúc này, Yên Nguyên vẫn là một bức lắng nghe biểu lộ. Xu chạy chậm đến đáy hố, nhảy đến lông thi trên thân, nhìn xem gần ngay trước mắt quan thương, hắn tại giữa hai tay nôn chút nước bọt, hai tay dùng sức ma sát một hồi, sau đó dụng lực bắt đi lên. Dù cho cách gần xa 10 mét, đám người cũng nghe đến tư một tiếng vang giòn, xua hai tay bắt đầu bốc khói sau đó bốc cháy lên hắn buông ra quan thương lăng lăng nhìn xem thiêu đốt hai tay hai giây sau đó a một tiếng hét thảm lấy tốc độ nhanh nhất xông ra hố to đem hai tay cấp tốc để dưới đất dùng sức đập mặt đất một bên linh nắm lên một đại bổng bùn đất liền hướng hai tay của hắn lên theo rất nhanh lửa diệt xua hai tay theo trong đất bùn rút ra đen nhánh giống như là bị cháy ruồi phượng trảo Su vẻ mặt cầu xin, nhìn xem hai tay của mình ủy khuất nói, mặc dù không phải rất đau, nhưng cái này nhìn cũng quá thảm rồi, Romeo mau giúp ta trị liệu một chút. Một đạo ánh sáng xanh lục cuốn quanh ở hai tay của hắn bên trên. Mọi người thấy quan thương, cũng cau mày lên. Mà lúc này, thư khắc động. Hắn đi đến đáy hố, tất cả mọi người hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Thư khắc đi tới lông Thi lên, đơn tay nắm lấy quan thương. Đám người coi là lại sẽ tư tâm thanh động đất một vang, nhưng cái này dự đoán cũng không có phát sinh. Quang Thương tại thư khắc trong tay cấp tốc thu nhỏ, biến ngắn, ngừng kết. Thư khắc đem tòng long thi lên phát xuống dưới. Quang Thương vẫn còn tiếp tục thu nhỏ, cuối cùng uống lượng, đầu đuôi tương liên, phát ra bạch quang chói mắt. Tất cả mọi người híp mắt lại. Cuối cùng bạch quang tản đi, đám người phát hiện thư khắc trên tay nhiều một sợi dây chuyền dây chuyền là thuần bạch sắc, trải rộng lít nhà lít nhít tinh quang. Chương 261 mặt khác nhiệm vụ ban thưởng. Nhìn xem cái kia sợi dây chuyền bề ngoài, tất cả mọi người biết, tuyệt đối là một kiện vô cùng ghê gớm trang bị ma pháp. Thư khắc đem dây chuyền đeo ở trên cổ, sau đó dây chuyền biến mất không thấy gì nữa. Đám người không có quá kỳ quái, có chút ít đặc thù cỡ nhỏ trang bị ma pháp đều có mặt sau ẩn hình, đặc tính, cái này xem ra cũng có. Không biết có phải hay không ảo giác, Thư Khắc đeo lên kiện trang bị này về sau, tự hồ lại đẹp trai chút. Sau đó Thư Khắc đi tới, mỉm cười nói, đây là nữ thần của chúng ta lễ vật tặng cho ta. Roland cùng Beta đều không có gì đặc biệt biểu lộ, huynh đệ mình cầm đồ tốt, tự nhiên là mừng thay cho hắn. Nhưng ngân vực công hội bằng hữu, liền không có như vậy bình tĩnh. Su đi tới một mặt nóng mắt mà hỏi thăm, thư khắc, cái kia trang bị có cái gì thuộc tính? Quang minh hệ thần thuộc 5% tả hữu tăng cường. Thư khắc khẽ cười nói. Xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem nha. Su tự hồ không tin. Lúc này thuật sĩ Solomon cũng đi tới, thư khắc, kiện trang bị này là phó bản ra, chúng ta hẳn là cũng có một phần đi. Ta nói, kiện trang bị này là nữ thần đưa cho ta thư khắc lạnh nhạt nói không phải bốt rơi xuống mấy người nhìn một chút đáy hố tàn tạ không chịu nổi long thi đều nhíu mày long tộc huyết nhục xác thực rất đáng tiền có thể dùng tới làm trang bị hoặc là luyện kim nhưng sơn trại đi ra long huyết cùng thịt rồng liền không có hiệu quả tốt như vậy chẳng lẽ đánh một lần phó bản chỉ có thể đạt được một chút kinh nghiệm sao đây cũng quá thua lỗ dù sao vừa đi vừa về một chuyến đến một tháng trên thực tế đây chính là bần e rằng ghét trong lòng bình thường người chơi soát đi ra tiểu nhiệm vụ làm một trăm cái cũng không có cái này một cái sử thiên nhiệm vụ kinh nghiệm nhiều đây chỉ là tự ngươi nói mà thôi xu tiếp tục nói để chúng ta nhìn một chút thuộc tính cùng chú thích liền biết là không phải quan minh nữ thần đưa cho ngươi thư khắc nhíu mày sắc mặt có chút không vui thấy thế Roland lập tức đi tới thư khắc phía sau. Hai người bọn họ 20 năm cơ hữu tình, một nhìn đối phương biểu lộ, liền biết dự định làm cái gì. Thư khắc đã làm tốt sinh ra xung đột chuẩn bị. Beta phản ứng tương đối chậm chút, sửng sốt khoảng chừng 3 giây đồng hồ mới đi đến Roland bên cạnh một chút. Lập tức, theo bên ngoài sân nhìn, liền hiện lên tả hữu hai phe đối dựng đứng lên. Linh lúc đầu chỉ là ở một bên nhìn, hắn đối món kia dây chuyền cũng thật cảm thấy hứng thú. Chỉ là hắn không nghĩ tới, song phương lập trường lập tức liền trở nên kiếm phát nỏ trương. Hắn lập tức đi tới, đứng tại song phương trung ương, chặn xua bọn người, nói ra, không nên gấp gáp, có việc thật tốt đàm luận. Chúng ta tại thật tốt đàm luận. Xu lạnh nhạt nói lấy lời nói, nhìn xem Linh ánh mắt có chút bất mãn, tất cả mọi người rõ ràng Phó bản bên trong sản xuất bất kỳ vật gì đều là người người có phần. Chúng ta nhìn xem thuộc tính, đánh giá cái giá, mọi người tùy tiện phân cái tiền, chẳng lẽ không phải bình thường sự tình? Linh cao mày một cái, hắn mặc dù xem như lão tư cách công hội thành viên, nhưng chỉ là phổ thông thân phận, không có đặc quyền. Mà lại hắn đại đa số thời gian đều đi theo hốc ở cùng một chỗ, không có quá lớn nhân tế vòng tròn, không quá có thể chen mộng vào được nhìn thấy linh có ý lùi bước xua ánh mắt lại một lần nữa rơi vào thư khắc trên thân thư khắc hội trưởng ngươi thấy thế nào có thể thấy thế nào ta đứng nhìn thư khắc lộ ra một cái mỉa mai mỉm cười ngươi có ý đồ gì ta minh bạch ta lặp lại một lần đây là nữ thần lễ vật tặng cho ta không phải phó bản sản xuất nếu như các ngươi muốn cướp đại khái có thể động thủ xua cau mày một cái chúng ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút cái kia trang bị thuộc tính mà thôi, đồng thời cũng liền có thể xác nhận ngươi nói thật giả. Thư khắc khóe miệng nhếch lên một cái cười lạnh, cự kiếm đã cầm ở trong tay. Bởi vì khôi giáp bị lục lông dịch axit hòa tan, vì lẽ đó hiện tại thư khắc mặt chính là thường phục, toàn thân áo đen, tăng thêm đã cao tới 16 giờ mị lực giá trị, nhìn xem mị lực vô biên. Mà càng là soái khí người, lộ ra nụ cười dễu cợt lúc, càng là để người cảm thấy tức giận. Su lập tức liền có chút nghĩ nổi giận, mà Solomon biểu lộ cũng không tốt lắm. Su càng là tức giận, thư khắc liền cười đến càng là vui vẻ. Song phương bầu không khí càng ngày càng cương, mắt thấy liền muốn bộc phát thời điểm, bổ sông đau hốc theo bên cạnh nhảy đi qua. Theo một tiếng vang thật lớn, hắn dùng khiêu dược trảm rơi xuống bờ hố lên, sau đó cười đi tới, ha ha, thật sự sảng khoái nhiệm vụ lần này quả nhiên ân chuyện gì xảy ra nụ cười của hắn rất nhanh ngưng kết sau đó phát hiện song phương bầu không khí có chút không đúng liền nghi hoặc mà hỏi thăm chuyện gì xảy ra xua trước khi nói ra phó hội trưởng long thi lên bạo trang bị bị thư khắc hội trưởng cho long mất ngươi dám vỗ lương tâm của mình nói chuyện thư khắc cười lạnh nói theo nửa giờ trước ta thế nhưng là một mực tại thu hình lại Su biểu lộ rõ ràng trở nên càng thêm khó coi, hắn nhẹ nhàng sách âm thanh, không nói gì thêm. Hóc quay đầu nhìn về phía thư khắc, thư khắc hội trưởng, Long thi thật bạo trang bị. Không phải Long thi nổ, là quan minh nữ thần lễ vật tặng cho ta. Thư khắc lạnh nhạt nói, đây là ta một lần cuối cùng nhắc lại sự thật này. Hóc hít một hơi thật sâu, chính muốn nói chuyện. Lúc này xua ở một bên âm dương quái khí nói ra, ngươi nói là đúng thế, có bản lĩnh cho chúng ta nhìn xem thuộc tính A, còn quan minh nữ thần đưa cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi là nạn nhân tình A. Thư khắc trồng mắt hơi hiếp, trong tay cự kiếm liền chuẩn bị dơ lên. Roland cũng làm xong công kích chuẩn bị, triệu hoán pháp thuật đều đã chuẩn bị xong. Lúc này hai người bọn họ đội người bên cạnh xuất hiện cái tinh linh, tại sắp dập tắt lâm trong lửa đi ra, phi thường dễ thấy. Tầm mắt của mọi người lập tức dời qua đi, bầu không khí hòa hoãn chút. Các ngươi đây là đang làm cái gì? An Sơ một vừa đi tới, một bên tò mò hỏi. Bé ta chủ động tiến lên, nói ra, không có cái gì, thảo luận một vài vấn đề mà thôi. An Sơ mỉm cười, liếc mắt nhìn qua cười đến có chút cổ quái, nhưng nhìn kỹ lại rất bình thường. Rô lên mấy cái tương đối lão thành người, liền biết An Sơ là tại chế dẻo. Chỉ là bọn hắn lại không tốt trực tiếp giải thích. An Sơ đi đến cái hố một bên nhìn sẽ hạ phương Long Thi, hắn hơi kinh ngạc, kinh ngạc không phải Long Thi, không phải mình lão sư chết đi, mà là kinh ngạc tại, pháp thuật tạo thành cái này cái hố cực lớn. Hắn quay đầu, nhìn xem lên biểu lộ rất cổ quái. Sau đó hắn tại lên bọn người trước mặt vương tay, trắng noãn trong tay, có vài miếng sắc tím cánh hoa. Cánh hoa là hơi mờ, có thể nhìn thấy trong đó gân lá hoa văn, mà lại bề mặt sáng bóng trơn trượt nhìn rất như là lưu ly. Mấy người lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng vẫn là Roland đi lên, lấy trước một cánh hoa trong tay, phá vỡ song phương không khí ngột ngạt. Sau đó mấy người khác cũng đi theo tại An Sơ nơi đó cầm đi cánh hoa. Chờ mỗi người đều cầm tới một mảnh về sau, An Sơ thu tay lại, nói ra, cái này là mẫu thân cây 13 năm trước đây nở hoa rơi xuống trân bảo, cho các ngươi kim tệ thực sự là quá tục khí, thứ này rất tốt có thể kéo dài tuổi thọ mười mấy năm không có vấn đề. Nhưng chúng ta vốn chính là bất tử bất diệt. Xu cười cười, hắn không cảm thấy thứ này có thể tác dụng hiện thực. Ở trong game, bọn hắn vốn chính là không chết, ăn cái đồ chơi này tựa hồ vô dụng a. À? An tiếp tục nói, tuổi thọ kéo dài không chỉ lóng tay thể, còn linh mẫn hồn. Ta nhìn ra được, linh hồn của các ngươi trên thực chất cường độ cũng không tính là quá cao cũng liền ba cái linh hồn của con người tương đối cường đại mà thôi. Nếu như ta suy đoán không có sai, thân thể của các ngươi đúng là bất diệt, nhưng linh hồn liền chưa hẳn. Ân. Vẻ mặt của mọi người có chút biến hóa. Chương 262 đều có mình ý nghĩ. Ngươi nhìn ra được, chúng ta có bao nhiêu? Linh hồn tuổi thọ. Linh tò mò truy vấn. An gật gật đầu, chúng ta tin linh tộc mặc dù không có quá lớn bản sự nhưng ở linh hồn ba động thăm dò phương diện lại rất nhạy cảm hắn ánh mắt theo thứ tự tại roland thư khắc bé ta ba trên thân người xẹt qua cuối cùng nhìn xem linh nói ra nhìn ra được các ngươi hoàng kim chi tử phần lớn chân chính tuổi thọ đều không dài cái kia ngươi nhìn ra được ta có bao nhiêu tuổi thọ sao linh hỏi Sơ cười cười không có trả lời hắn mà lại nhìn xem bé ta nói ra, ta nên rời đi, nếu không để đuổi tới đội tuần tra phát hiện cùng với các ngươi, không tốt. Làm cao quý tinh linh, An Sơ là không quá nguyện ý cùng giả mang nhân nói chuyện. Hắn sau khi nói xong, người chậm rãi bay lên, rất nhanh liền biến mất ở trong trời đêm. Chờ An Sơ vừa đi, không khí trong sân lại lần nữa trở nên sinh cứng. Hóc nhìn một chút ép sáu ba người, cùng một con rồng nữ, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, thư khắc, nếu không để xu nhìn xem thuộc tính đi, nếu không hắn không cam tâm. Hắn không cam tâm, ta liền cam tâm. Thư khắc biểu lộ càng phát ra âm trầm, ta nói đây là nữ thần quà tặng, là nạn lễ vật tặng cho ta, kia tuyệt đối chính là. Đừng nói xua cầm tới về sau, có thể hay không trực tiếp nhét vào hệ thống trong hành trang không trả về đến, ta còn sợ hắn làm bẩn ta dây chuyền. Ngươi đang nói cái gì? Thư khắc, đừng tưởng rằng ngươi là thánh võ sĩ, còn mang con rồng nhỏ, ta liền sợ ngươi. Xu hừ một tiếng, ngươi còn dám hoài nghi nhân phẩm của ta. A a a a. Chẳng những thư khắc cười, Roland cùng Beta hai người cũng cười. Đối diện sắc mặt đều đen. Thư khắc sau khi cười xong, nói ra, thế nào, ngươi hoài nghi nhân phẩm của ta là được, mà ta không thể hoài nghi ngươi. Su kêu to, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý sau đó hắn nhìn về phía hóc phó hội trưởng ngươi nhìn làm sao bây giờ hóc nhìn xem xua nhìn lại một chút thư khắc bắt đầu nhíu mày hắn cũng cảm thấy việc này rất khó xử lý xua thấy hóc không có động tác hắn mình ngược lại là trước tiên đem tay đặt ở trên chui kiếm thư khắc cùng rô lên hai người trong cùng một lúc không có biểu lộ đây là bọn hắn chuẩn bị muốn động thủ tiêu chí nhưng cũng đúng vào lúc này một mực tại bên cạnh không có lên tiếng mục sư romeo nói chuyện không cần tranh giành có sao nói vậy cái kia thanh quan thương đúng là dày đặc quan minh thần lực mà lại chúng ta đều nhìn thấy quan thương là trực tiếp cắm ở lục long trên thi thể nó cũng không thể tự sát đi xua bỗng nhiên quay đầu đối romeo nổi giận mắng ngươi câm miệng cho ta ăn cây táo rào cây sung ngớ ngẩn romeo thật sâu nhíu mày nhìn xem xua không nói một lời hốc hít vào một hơi thật dài, Romeo, ngươi nói đều là thật sao? Romeo rất nghiêm túc gật đầu, trăm phần trăm quan minh thần lực, một điểm tạp chất cũng không có. Romeo hắn là sinh mệnh thần điện mục sư, có thể phân chia thần lực tính chất. Ta để ngươi ngậm miệng. Xua sắc mặt tràn đầy xấu hổ, nghe không hiểu tiếng người. Cái này âm thanh gầm thét, bén nhọn mà nổi giận, tất cả mọi người nhìn xem xua. Xu nhìn chầm chầm Romeo ánh mắt, phản phất muốn nhắm người mà phệ. Tình huống bây giờ đã sáng tỏ, thư khắc hừ một tiếng, kéo mắt Gareth tay xoay người rời đi. Roland cùng Beta hai người lập tức đuổi theo. Nhìn xem ép sáu người liền muốn rời khỏi, Xu đang muốn phát trên thân kiếm trước, nhưng hóc ngăn cản hắn, không nên đuổi, đối phương hẳn là có thu hình lại, thật phát đến diễn đàn lên, chúng ta không có đạo lý. Thao xua thanh kiếm trùng điệp hướng trên mặt đất cắm xuống, sau đó trực xuyển thô khí. Phía sau bọn họ rừng cây còn đang thiêu đốt, mặc dù thế lửa nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn như cũ đen phụ cận chiếu đến đỏ bừng. Ngân dực công hội tất cả mọi người đang trầm mặt. Xua cảm thấy tức giận khó bình, càng nghĩ càng giận, thực đang phát tiết không được, cuối cùng hắn nhìn xem trôm meo chăm chọc nói, có dạng này nội gian tại, chúng ta công sẽ muốn phát triển, có thế là rất khó a. À romeo lườm xua liếc mắt không để ý tới hắn hóc hít một hơi thật sâu hắn nhìn xem romeo nói ra ngươi không nên nói câu nói kia bộ dạng này vừa đến liền coi như chúng ta có lý cũng thay đổi thành không để ý tới lần sau chú ý xua ở một bên âm dương quái khí nói ra còn có lần sau romeo vẫn không có để ý đến hắn mà lại nhìn xem hóc phó hội trưởng cũng cảm thấy ta làm sai ngươi không có làm sai chỉ là lập trường đứng được không đúng hóc cười chua xót xuống lần sau chú ý liền tốt romeo thở một hơi thật dài xua ở một bên cười khẩy nói liền ngươi thông minh liền ngươi chính nghĩa ngươi làm ta không biết cái kia trang bị không phải phó bản rơi xuống ngươi làm ta không biết đồ chơi kia nhận chủ con mẹ nó chứ còn không phải là vì mọi người romeo có chút há miệng ra xua vỗ ngực Hắn cảm thấy một lời hỏa khí đều tại ngực bên trong quanh quẩn, có mấy lời không nhã ra không thoải mái, cái kia trang bị, tuyệt đối là sử thi cấp trang bị, làm không cẩn thận vẫn là thần khí. Chỉ cần chúng ta nhìn một chút thuộc tính, liền có thể nói người gặp có phần, nói thế nào đều có thể để thư khắc ra một lần máu, hai ba mươi mai kim tệ tuyệt đối có thể để hắn móc ra. Hiện tại chúng ta công hội đại phát triển bên trong, khắp nơi đều rất cần tiền, có thể luận một bút là một bút nhìn ngươi cái này thương mại một câu liền để hơn hai mươi mai kim tệ bay kia là hai ba mươi vạn tiền ngươi răng là làm bằng vàng há miệng liền là mấy chục vạn nước chảy romeo thở dài thường thượt một hơi đám người cho là hắn biết sai liền không có lại nói hắn tâm tư hóc nói ra chúng ta trở về đi đợi tiếp nữa nói không chừng tin linh tộc đội tuần tra liền muốn tới tất cả mọi người bắt đầu đi lên phía trước nhưng romeo không có nhúc nhích phó hội trưởng ta muốn lui biết một câu nói kia đem ngân vực công hội đám người bước chân đều đinh ngay tại chỗ hóc quay đầu biểu lộ có chút không thích bây giờ không phải là giận dỗi thời điểm đã thành thục có được hay không xua a âm thanh cười lạnh liên tục linh đi qua khuyên nhủ romeo chúng ta không nói ngươi sai chỉ là lập trường không có đứng vững mà thôi lần sau chú ý là được rồi chúng ta thật không có đem việc này yên tâm bên trong nhưng ta đem việc này thả trong lòng romeo mỉm cười nói ta không muốn cùng một ban thiển cận người thì phi không phân người sẽ cùng nhau tiếp tục chờ đợi sẽ để cho ta không thoải mái hóc hít một hơi thật sâu nói ra ta biết trong lòng ngươi có ủy khuất dù sao ngươi đúng là không có làm sai chuyện điểm ấy ta minh bạch nhưng liền vì điểm ấy ủy khuất liền đem một mực chiếu cố ngươi công hội ném đi không tốt lắm đâu. Xua ở một bên châm ngồi thổi gió, ta đều nói hắn là nội gian, bạch nhãn lan. Romeo lạnh lùng nhìn thoáng qua xua, công hội chiếu cố ta. Ta tại tiếng trò chơi trước đó, cũng không phải là ngân dực công người biết, ta chỉ là nghe nói ngân dực công hội là cái không tệ công hội, nửa đường mới gia nhập. Các ngươi khoan giả lập mua phụ cấp, ta căn bản không có cầm qua, các ngươi người phát triển tài chính ta chưa từng có dẫn qua theo khai phục đến bây giờ ta liền không có hưởng thụ qua một lần công hội chiếu cố, phản mà vì công hội phát triển chỉ cần dùng đến một sư địa phương dù cho lại xa ta cũng sẽ chạy tới đi theo các ngươi vào phó bản hoàn thành nhiệm vụ thậm chí ta còn đem tích trữ tới ba mai kim tệ toàn góp tất cả mọi người hơi kinh ngạc trong lòng đều có chút cảm giác không ổn linh vội vàng nói vậy ngươi càng hẳn là lưu lại tiếp xuống ngươi hẳn là hưởng thụ phát triển tiền lãi lần này đến phiên Romeo cười lạnh, các ngươi thật cho là ta chỉ là vì công đạo mà nói chuyện sao? Ta là muốn tốt cho các ngươi a, à, các ngươi thế mà đều nhìn không ra. Hóc không hiểu, giải thích một chút. Các ngươi thật rõ ràng, thánh võ sĩ cái nghề nghiệp này đại biểu ý nghĩa sao? Chương 263 nó không thơm sao? Các ngươi thật sự hiểu rõ thánh võ sĩ cái nghề nghiệp này sao? Câu nói này, romeo là mang theo hoạt bát mỉm cười nói ra được mang theo rõ ràng châm chọc hương vị vẻ mặt của mọi người đều có chút không tốt xu cực kỳ khó chịu quát có lời cứ nói đừng âm dương quái khí ở nơi đó trang bức không phải liền là một cái đặc biệt lợi hại nghề nghiệp sao có gì đặc biệt hơn người các ngươi thật chỉ là coi thánh võ sĩ là thành một cái nghề nghiệp a à. romeo ha ha cười lắc đầu mặc dù bây giờ rất nhiều người đều đem thế giới này trở thành thế giới chân thật nhưng một chút xem niệm tình các ngươi vẫn là không có chân chính đảo ngược hóc gật đầu nói thánh võ sĩ tại quan minh thần giáo bên trong có được rất cao địa vị điểm ấy chúng ta rõ ràng không các ngươi vẫn không hiểu romeo cười lên ha hả thanh âm bên trong mang theo thanh âm rung động các ngươi chỉ coi thánh võ sĩ là thành một cái nghề nghiệp hoàn toàn không để ý đến bối cảnh của hắn chú thích các ngươi đem trước kia trò chơi kinh nghiệm vô ý thức mang vào trò chơi này bên trong hoàn toàn không có những này chú thích xem như thật những người khác còn không biết rõ nhưng linh lang tâm huệ chất lập tức đổi sắc mặt hốc hiếc sâu một hơi thân thể to lớn đi lên phía trước hai bước làm phiền ngươi lại giải thích một chút thánh võ sĩ cơ bản chuẩn tắc trong đó bao quát một hạng liền là thành thật nói cách khác vừa rồi thư khắc hoàn toàn không có nói sai cái kia trang bị khẳng định có một đầu thuộc tính là quan minh thần thuật tăng cường hiệu quả, mà lại cái kia trang bị, khẳng định cũng là quan minh nữ thần đưa cho hắn. Xua không kiên nhẫn nói ra, ta nói, chúng ta đều biết những này, chúng ta chỉ là nghĩ bức thư khắc ra chút máu thôi. Dù sao F6 mọi người đều rất có tiền, từ trên người bọn họ cạo chút đi ra tốt bao nhiêu. Nếu như chỉ là những này nói nhảm, ngươi liền không cần nhắc lại một lần nữa đây chỉ là tiền hí, tiếp xuống mới là ta chân chính muốn nói nội dung. Romeo nhìn xem xua, tiếp tục duy trì lấy vừa rồi mê mỉm cười, thánh võ sĩ tại quan minh thần giáo bên trong, dưới một người, trên vạn người. Bọn hắn bản thân liền là chấp chính quan, đồng thời có được khởi xướng thánh chiến đặc quyền. Xu thân thể ngửa ra sau, ông bụng cười cười lên ha hả, còn thánh chiến khởi xướng quyền, người đem thánh võ sĩ nghĩ đến quá lợi hại đi. Romeo bất đắc dĩ lắc đầu, cho nên nói, tư tưởng của các ngươi quan niệm vẫn là không có hoàn toàn chuyển đổi tới. Đây chính là cái rất chân thực, trò chơi, chú thích có thế đều là thật. Đám người trầm mặt. Romeo tiếp tục nói, thư khắc mặc dù nhìn cùng chúng ta không có gì khác biệt, tất cả mọi người là người chơi. Nhưng ở NPC trong mắt, thư khắc không biết cao hơn chúng ta quý gấp bao nhiêu lần. Các ngươi trước đó cũng phát giác đi, An Sơ nguyện ý cùng sáu 63 người nói chuyện, lại không quá nghĩ cùng chúng ta nói chuyện phím, coi như hóc có đôi khi tra hỏi, hắn cũng không sẽ trực tiếp trả lời, mà lại nhìn xem ta, đem đáp án nói cho cái sau. Ngân dực công hội đám người tiếp tục trầm mặt. Romeo tiếp tục nói, nếu như cái kia trang bị, thật là phó bản rơi xuống, chúng ta tự nhiên có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng cái kia trang bị thật là quan minh nữ thần đưa cho thánh võ sĩ, các ngươi căn bản không biết tông giáo tên điên có bao nhiêu đáng sợ nhưng phạm là cùng thần minh có liên quan đồ vật đều sẽ trở thành thánh vật huống chi còn là thần minh ban ân nếu để cho quan minh thần giáo các tín đồ biết các ngươi vọng đồ nhúng chầm thánh vật ha ha đám người thần sắc càng phát ra không dễ nhìn xu cường tự phân biệt nói đây không có khả năng ta không cho rằng thư khắc có năng lượng lớn như vậy nếu như hắn thật lợi hại như vậy vì cái gì không phái một chi quân viễn chinh để hoàn thành nhiệm vụ? Còn được tự thân đi làm? Kia là thư khắc người chơi tập tính không có hoàn toàn sửa đổi đến, đây cũng là bởi vì hắn còn vô ý thức đem mình làm dân bình thường. Romeo cười cười, nhưng nếu như các ngươi thật muốn cướp hắn trang bị, hắn tùy thời có thể phát động cỡ nhỏ thánh chiến, đem ngân dực công hội định nghĩa là địch đối tổ chức, khi đó, ngân dực công hội ở nơi đó đều sẽ bị quan minh tín đồ công kích đừng nói phát triển, có thế sinh tồn tiếp cũng không tệ rồi. Su biểu lộ trở nên tương đương khó coi. Hóc trầm mặt thật lâu, sau đó hắn có chút buồn bực nói ra, sự tình không có khoa trương như vậy. Không có khoa trương như vậy. Romeo nhẹ cười nhẹ, ta hiện tại chỉ là một cái bình thường chủ giáo, nhưng mà thực tế ta đã có thể sinh một tòa trung đẳng thành thị thần điện quyền khống chế. Thần điện ăn mặc chi phí, phát triển quy hoạch, nhân sự an bài, toàn bộ từ ta quyết định. Các ngươi đổi cái góc độ ngẫm lại, thánh võ sĩ là ai, không thể so ta cái này tiểu chủ dạy mạnh lên mười mấy lần. Ta có thể làm được sự tình, hắn làm không được. Làm không được lợi hại hơn. Cái này, đã không có người dám nhìn Romeo con mắt. Nhìn xem từng cái người trầm mặt, Romeo không muốn cùng bọn hắn lại nhiều tốn nước bọt, xoay người rời đi. Ngươi lui hội, muốn đi đâu? Linh nhìn không được lên tiếng hỏi. Trở về kế thừa thần điện. Romeo một bên đi về phía trước, một bên dùng như trút được gánh nặng giọng nói nói ra, ta trước đó là ăn no rỗi việc lấy mới cùng các ngươi đám này ngớ ngẩn đợi cùng một chỗ. Trở về trong coi thần điện, làm cái thổ hoàng đế, cũng không có việc gì trêu chọc nữ mục sư thời gian, chẳng lẽ nó không thơm sao? Hóc lúc đầu muốn ngăn lấy, nhưng nhìn đối phương quay người lúc kiên định bộ dáng, cũng đã biết chuyện này không thể vãn hồi lại làm ra sai lầm quyết sách hóc rất buồn rầu xoa mặt có phần là thống khổ nói ra trò chơi này quá chân thực cùng dĩ vãn trò chơi căn bản không phải một cấp bậc lấy trước kia ống chèn để ý công hội phương pháp ngoại giao sách lược chờ một chút toàn không cần dùng đều phải toàn bộ lật đổ lại đến linh an ủi cái này chuyện không liên quan tới ngươi tất cả mọi người còn từ tìm kiếm ngươi đã làm rất khá chỉ ít chúng ta không có giống nguyệt ảnh công hội như thế, bị ép sáu tiêu diệt. Cái này an ủi cũng không thế nào thỏa đáng, trong lúc nhất thời, hóc biểu lộ thật buồn bực. Cách một chút, hắn nói ra, chúng ta cũng đi thôi, đợi tiếp nữa, tinh linh tộc đội tuần tra liền đến. Mấy người bắt đầu hướng ngoài bì rừng di động, chỉ là bóng lưng của bọn hắn có vẻ hơi tiêu điều, một chút cũng không có hoàn thành sự thi nhiệm vụ vui sướng mà rô lên ba người ra rừng cây, đi đến thảo nguyên biên giới bên trong. Dẫm lên mềm mềm cỏ xanh, đáp lấy gió đêm, ba người vô ý thức ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Không có rừng cây tán cây che chắn, đầy trời tinh hải xuất hiện tại ba người trước mắt. Từ tại địa cầu lên ô nhiễm ánh sáng quá nghiêm trọng, thành thị bên trong đã không nhìn thấy tinh tinh. Nhưng ở đây, lại có thể thấy rất rõ ràng. Vô luận lúc nào, Tin không đều có thể cho người ta một loại thâm thúy cảm giác yên lặng. Ba người yên lặng biết, Thư Khắc kéo mắt Margaret tay, nói ra, mọi người tản đi đi, ta về trước thánh vực một chuyến. Đúng, các ngươi đợi chút nữa nhìn xem công hội nói chuyện phím giới mà. Nói dứt lời về sau, Margaret một lần nữa biến trở về hình rồng, hồng long cự trên thân rồng y nguyên có tổn thương, nhưng đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, Thư Khắc nhảy đến lưng rồng lên hướng rolen cùng bé ta phất phất tay mạnh mẽ gió nổi lên cự long bay lên bầu trời đêm mà rolen cùng bé ta rất nhanh liền tại hệ thống nói chuyện phím giao diện trong được đến thư khắc nhắn lại nguyên lai like là hắn đang tán gẫu thất bên trong dáng lên đầu kia trang bị tin tức quang minh chi tâm rolen ấn mở cái này nhãn hiệu nhìn một chút mỉm cười nói trách không được không cho ngoại nhân nhìn chương 264 tà có HA. Quang minh chi tâm, thần khí. Quang minh cường hóa, gia tăng chỗ có quang minh thần thuật 5% cơ sở cường độ. Đơn giản hóa, chỗ có quang minh thần thuật tiêu hao giảm xuống 40%. Tăng phúc, chỗ có quang minh thần thuật thi pháp số lần gấp bội. Thần quyến, mỗi 24 giờ tự động thu hoạch được 50 điểm nhân vật điểm kinh nghiệm. Ban ân người đeo tất cả nhân vật thuộc tính cơ sở với một Linh hồn ràng buộc, dù không bằng. Nằm đầu ma pháp phụ tố, từng cái từng cái đều để người nhìn xem nóng mắt. Bình thường trang bị ma pháp chỉ có một đầu phụ tố, có hai đầu đều là siêu cực phẩm. Huống chi mỗi đầu thuộc tính trị số đều rất khoa trương. Nhưng Roland chân chính kinh ngạc, lại là một đầu cuối cùng. Linh hồn ràng buộc cái này không có cái gì, vấn đề ở chỗ cái tên kia. Thư khắc tại trong hiện thực chân danh, liền là du không bằng. Đây cũng là thư khắc không muốn cho xu nhìn thuộc tính nguyên nhân thực sự. Hiện tại ai cũng rõ ràng, mình tin tức tốt nhất đừng tại trên Internet để lộ ra đi, lòng người khó lường, ai biết người khác biết tên ngươi về sau, có thể hay không đem tin tức của ngươi theo trên Internet điều tra ra. Mặc dù nói du không bằng danh tự này cả nước trùng tên người, cũng hẳn là có mấy chục trên trăm nhưng thực tình muốn xếp hạng ra vẫn là rất dễ dàng lại thêm cái đồ chơi này đoán chừng là kiện thứ nhất thần khí là thật chuyện tốt có thể để cho một chút nóng mắt người lên lòng xấu xa đổi lại bất kỳ một cái nào thông minh một chút người dưới loại tình huống này cũng không thể đem trang bị thuộc tính cho người khác nhìn roland nhìn không được tại công hội phòng khách bên trong nhắn lại ngươi làm sao đem tên thật của mình cùng quan minh nữ thần nói? Thư khắc, ta chưa hề nói, chưa từng có nói qua. Roland, nàng sao có thể biết? Thư khắc, ta cũng không rõ ràng, chờ ta lần sau cùng nàng liên hệ với, hỏi một chút nhìn. Thần minh toàn trí toàn năng. Roland trong đầu toát ra ý nghĩ này, nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười, cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Nếu quả thật toàn trí toàn năng liền không cần tín đồ. Đoán chừng là một loại có thể thăm dò chân danh đặc thù thần thuật đi. Ra kết luận về sau, Roland nhìn về phía một bên Beta, hỏi, người tiếp xuống có tính toán gì? Ta muốn ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn, một hai tháng đi. Roland hơi kinh ngạc, vì cái gì? Chẳng lẽ không sợ tinh linh tộc đội tuần tra đuổi theo ra đến nhấn lấy ngươi chú ý? Không sợ, ta sẽ thứ cấp ẩn thân thuật. Bé ta cười cười, nơi này có rất nhiều hương liệu, còn có rất nhiều rau dại, ta xem một chút có thể hay không tìm tới tại bồi phương pháp, về sau tại trong đại thành thị mua cái trang viên, nhiều loại chút hương liệu cùng rau dại, tại bồi một chút, nhìn xem có thể hay không cấy ghét, mỗi ngày ăn thịt, ăn đến ít hầu đều nhanh dính ra cục đàm tới. Ân, Tiểu tử này đối ăn uống có dị dạng chấp nhất A. À? Bất quá có truy cầu cũng là chuyện tốt. Roland cũng không nói nhảm, phất phất tay, gãy gãy ngón tay, trực tiếp khởi động Thuấn Di Thuật truyền tống rời đi. Beta nhìn xem Roland bị màu lam nhạc ma pháp quang mang vây quanh, sau đó sưu một tiếng không gặp, liền hâm mộ nói ra: một cái có phi hành phương tiện giao thông, một cái có thế truyền tống, liền ta đáng thương. 11 đường xe buýt, ai? Hắn hối hận than thở, sau đó đột nhiên nhìn thấy phía trước lung la lung lây đi qua tới một người ảnh ta vô ý thức liền dùng thứ cấp ẩn thân thuật, ngồi sổng tiếng cỏ từ đó trốn đi. Hắn có lông tọc mắt nhìn được trong bóng tối, bọn người ảnh đến gần một chút, Roland liền thấy là một người. Là gây yếu tinh linh, loạn trà loạn choạng mà hướng rừng cây phương hướng đi đến. Tinh linh này rất yếu, Roland đoán chừng hắn ngay cả nghề nghiệp đều không có. Dù nhưng cái này tinh linh một thân hoa phục, nhưng đều đã ô uế, mà lại hắn sắc mặt rất khó nhìn tựa hồ mười phần bộ dáng yếu ớt. Sau đó Beta phát hiện, cái này tinh linh trên người hoa phục, là nhân loại mây vá xa xỉ phong cách. Tinh linh tộc loại kia phù hoa tinh đẹp tới cực điểm phong cách hoàn toàn khác biệt, sau đó hắn phát hiện cái này tinh linh tai nhọn, so với bình thường tinh linh muốn ngắn có chút ít. Bán tinh linh Beta vừa toát ra ý nghĩ này, liền phát hiện cái này tinh linh đột nhiên ngừng lại, đứng tại chỗ bắt đầu đung đưa trái phải bày một hồi về sau ngã sắp xuống đến trên đồng cỏ bé ta đi tới phát hiện tinh linh té xỉu hắn còn sẽ không trị liệu thuật vì lẽ đó cũng chỉ có thể cho hệ thống trong hành trang xuất ra ấm nước cho tinh linh miệng bên trong trót chút nước mới nhét vào một miếng thịt làm tinh linh vô ý thức uống cạn nước ăn hết thịt khô ước chừng nửa giờ sau hắn tỉnh lại tinh linh hai con ngươi màu vàng ống chết lặng vô thần cho dù là nhìn thấy người xa lạ đứng ở trước mặt mình, cơ hồ đều không có có tâm tình chập chờn. Hắn yên lặng nhìn xem bé ta một hồi lâu, sau đó dùng hư nhược giọng nói hỏi, tại sao phải cứu ta như vậy một cái phế vật? Bé ta hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, người trẻ tuổi, thế giới tốt đẹp như vậy, ngươi lại muốn đi tìm chết, quá lãng phí sinh mệnh đi. Húng hồ dung mạo ngươi như thế anh Tuấn, liền coi là không làm gì, ăn bám đều có thể qua phải hảo hảo tinh linh ánh mắt tại bé ta trên mặt quét một hồi cười khẩy nói nhân loại tiểu tử ta đã nhanh ba mươi tuổi lấy bán tinh linh tuổi thọ đến nói ba mươi tuổi cũng chỉ là vừa đi vào thiếu niên mà thôi a à, nhưng ta thế nào cảm giác ngươi rất không thành thục a à, sao ta đều muốn không hiểu chuyện bé ta gật gật đầu cười nói tinh linh nhắm mắt lại không để ý tới hắn bé ta tả hữu vòng quanh tinh linh đi hai vòng sau đó hỏi ừm, muốn không phải trở thành ta kỵ sĩ, tinh linh thiếu niên. Ta ngay cả cơ bản nhất dân binh nghề nghiệp đều không thể nhậm chức, chớ nói chi là kỵ sĩ. Tinh linh biểu lộ tương đương bi thương. Không có quan hệ. Bé ta khoát khoát tay, ta cái này có cái HA, kỵ sĩ bàn tròn hệ thống, coi như ngươi lại nhất không có ích lợi gì cẩu đầu nhân, cũng có thể để ngươi có được thích hợp nhất ngươi nghề nghiệp của mình. Bản tinh linh bỗng nhiên mở mắt ra, ngươi đang gạt ta. Bé ta cười đến tương đương vui vẻ, không có. Ngươi cũng không phải mỹ nữ, lừa ngươi vô dụng a à, thiếu niên, ngươi tên là gì? Linh Tân. Một bên khác, Roland truyền tống về đeo bân thành bên ngoài, hai chân nhảy một cái lên mặt đất, liền lập tức ngồi sổng xuống, dùng sức nôn khang. Dù nhưng đã truyền tống qua rất nhiều lần, nhưng Roland vẫn không có quen thuộc. Nôn khang gần 10 phút đồng hồ, Roland rốt cục cảm thấy thoải mái hơn. Hắn nện bước như nhũng ra hai chân, chậm rãi hướng thành nội đi. Bất quá lần này nôn mửa cảm giác không có hai lần trước nặng như vậy, đoán chừng là lên tới lờ về sáu nguyên nhân, dù sao tố chất thân thể có tăng lên. Hắn đi trở về đến mình trang viên, kết quả còn không có vào cửa đâu, liền thấy một bóng người kêu thảm ném tới trước mặt mình. Sau đó trong trang viên truyền tới Andona bá khí thanh âm, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta đối với các ngươi những này một mặt dầm tướng ngớ ngẩn không có bất kỳ cái gì hứng thú, ai lần sau lại cho ta tặng hoa, nói chút để người buồn nôn mà nói đi ra, ta trực tiếp đánh nổ hắn trứng trứng. Roland theo tiếng nhìn sang, phát hiện mặt bó sát người giáp da, thần thái bay lên Andona, chính hai tay chống nạnh đứng tại vườn hoa trung ương. Sau đó Andona thấy được hắn. a. À. Andona phát ra vui sướng thét lên, sau đó trực tiếp một cái giác hình công kích dừng ở Roland trước mặt, sau đó trực tiếp ông rolen cánh tay phải, hai mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Ta rất nhớ ngươi. Chương 265. Cắt chém. Andona cả người đều dán rolen, hai gò má phi hà, thần thái bay lên, xem xét liền là cao hứng không được bộ dáng. Lúc này, một cái chiến sĩ bộ dáng người theo Roland bên người đi qua vừa đi bên cạnh hướng bên cạnh giả vờ khạc đờm, thối, nhét ta đầy miệng thức ăn cho chó, răng đều ngọt mất. Dùng chính là thiên triêu văn. Đi theo người này đằng sau, còn có ba cái chiến sĩ, cũng là giả vờ như nhổ nước miếng, thối, một tiếng, theo bên cạnh hai người đi qua. Không nhiều biết, vườn hoa bên trong liền không có người ngoài. Andona ôm rô lên cánh tay, cười tủm tỉm không muốn buông ra, cái sau nhẹ nhàng rút mấy lần. Pháp sư lực lượng mặc dù so người bình thường cao hơn không ít, nhưng làm sao cũng không có khả năng cùng chiến sĩ so A. Trở lại trong phòng của mình, Roland ngồi tại trên ghế dài nghỉ ngơi. Người chơi là không cần giấc ngủ, chỉ cần không vận động dữ dội, liền có thể nhanh chóng hồi phục thể lực. Rất nhanh Vivian cũng từ ma pháp tháp chạy về, nàng ông bạch hổ phách nhìn thấy Roland, hai mắt đều tại tỏa sáng. Ba người hàng huyên một hồi, sau đó ăn vài thứ, sau đó andona tiếp tục xem nhà chủ tháp thì cùng vivian đi ma pháp tháp mặc dù hơn một tháng không trở về nhưng ma pháp tháp vận chuyển hết thảy như thường vivian đem hết thảy đều quản lý rất khá roland sau khi trở về lập tức nhận lấy ma pháp đám học đồ hoan nghênh góp nhặt hơn một tháng học thuật nghi vấn không hiểu chỗ đều ném ra ngoài bọn hắn xếp hàng hướng roland hỏi thăm quá trình này kéo dài gần hai ngày thẳng đến cuối cùng mới là hai cái người chơi lên tới trong thư phòng tới bọn hắn không giống ma pháp khác học đồ như thế tại roland trước mặt biểu hiện mười phần cung kính thậm chí thấp kém chỉ là nét mặt của bọn hắn cũng có chút xấu hổ bên trong một cái người nói roland chúng ta công hội cùng các ngươi công hội ở giữa xung đột ta mới từ nhà mình công hội trang chủ lên thấy được ai đúng ai sai ta không muốn bình luận ta chỉ là muốn hỏi một chút chúng ta còn có thể nơi này học tập ma pháp lợi dụng nơi này tài nguyên sao roland thở dài ta lúc đầu qua mấy ngày cũng muốn cùng các ngươi thảo luận chuyện này nếu như các ngươi nguyện ý thoát liên ngân diệt công hội kia là không có vấn đề nói chuyện người này biểu lộ có chút nghi trọng bắt đầu cúi đầu trầm tư mà một tên ma pháp học đồ khác thì khó chịu nói ra ngươi người này làm sao nhỏ mọn như vậy các ngươi cao tầng ở giữa đấu tranh quan chúng ta những này người chơi bình thường sự tình gì? Tại sao có thể tùy tiện hy sinh hết ích lợi của chúng ta? Lời này của ngươi có chút mâu thuẫn a. À? Roland khẽ cười nói, đã cao tầng sự tình cùng các ngươi không có quan hệ, như vậy lui đi công hội cũng là không có quan hệ a. À? Ngươi đã nghĩ trung với ngân dực công hội, liền không thể nói không có quan hệ câu nói này. Người này lập tức từ nghèo, chỉ là nét mặt của hắn càng thêm khó chịu một người khác suy tính một hồi về sau nói ra tốt ta rời khỏi ngân dực công hội người điên rồi ta cũng không có điên người này lắc đầu theo trò chơi bắt đầu đến bây giờ cũng có hơn nửa năm ta chưa từng có từng chiếm được công hội chiếu cố nếu như càng muốn nói có liền là đề cử ta đến roland nơi này làm ma pháp học đồ nhưng mà thực tế cho ta trợ giúp là roland mà không phải công hội mà lại tại trong nửa năm này chúng ta cho ngân dực công hội làm nhiều chuyện như vậy thậm chí còn góp khoản, lại lấy được cái gì ta là có chút mệt mỏi hiện tại chỉ nghĩ học tập cho giỏi ma pháp không muốn làm nhiều như vậy lục đục với nhau sự tình nhưng chỉ cần lại kiên trì hai ba tháng chúng ta liền có thể đạt được tiền lãi ngươi còn không có thấy rõ sao thấy rõ cái gì cái này muốn lui sẽ người chơi mỉm cười nói ngân dực công hội ngay tại hướng công ty phương hướng chuyển biến. Người không cảm thấy sáo lộ rất quen thuộc sao? Trước chiêu viên chức tiến đến làm việc, để bọn hắn làm không công, sau đó cho bọn hắn đánh máu gà, nói cái gì chỉ muốn kiên trì liền là thắng lợi, công ty doanh thu hoặc là đưa ra thị trường về sau, tất cả mọi người là cổ đông, đều có thể đến một số tiền lớn, không có nỗ lực liền không có thu hoạch loại hình. Cái này nhưng nhà tư bản lại có bao nhiêu cái giữ lời nói ngay cả trước kia giáo sư xuất thân giác ngựa hiện tại cũng cho rằng 996 là phúc báo tóm lại ta tin tưởng hội trưởng cùng phó hội trưởng ta dự định lưu tại nơi này nói được loại tình trạng này cũng liền không sai biệt lắm không muốn thối lui sẽ người chơi hận hận nhìn rolen liếc mắt nhưng sau đó xoay người rời đi mà lưu lại người thì đối rolen mỉm cười nói đem lời nói ra về sau, thoải mái hơn, ta sớm không muốn tại ngân vực công hội chờ đợi, đẳng cấp quan hệ quá nghiêm trọng, lòng ham muốn công danh lợi lộc cũng quá nặng. Roland nhìn xem người chơi này, chần chờ một chút, nói ra, Vincent, ngươi bây giờ hẳn là cũng có LV3 đi, học sẽ nhiều ít cái ma pháp. Không có học sẽ nhiều ít, liền là pháp sư Tây diễn sinh ma pháp học xong, hiện tại chính học tự bạo tiểu hỏa cầu cái này người chơi biểu lộ có chút xấu hổ ta thiên phú không thật là tốt đại học toán học tri thức đại đa số lại còn cho lão sư hiện tại ngay tại bổ nhưng rất vất vả dù sao chuyên chú lực không thể so đại học thời điểm roland nghĩ nghĩ nói ra có muốn hay không ta tăng chút tiền lương cho ngươi một kim tệ như thế nào vị này người chơi gọi vincent tính cách coi như không tệ căn cứ vivian quan sát vincent tính cách rất tốt phạm là hắn hiểu đồ vật, đều sẽ không ràng buộc dạy cho ma pháp khác học đồ. Có thể nói như vậy, có Vincent tại, Roland dạy học áp lực chí ít giảm bớt một phần ba. Húng hồ đối phương cũng LV3, đẳng cấp này đã là chính thức pháp sư, tăng chút tiền lương là hẳn là. Nhưng đối phương không thể cùng Roland so. Roland tới đây, mang đến rất có giá trị pháp thuật diễn sinh mô hình, rất nhiều mới ma pháp, mà Vincent đơn thuần chỉ là đến học tập chỉ là tại học tập sau khi dạy bảo một chút học để học muội nhóm thôi. Nếu như nhất định phải làm cái đơn giản dễ hiểu tương tự, như vậy Roland liền là giảng sư đại học, nhiều mặt nằm cao tư lịch cái chủng loại kia, mà Vincent Mạo xưng chỉ là giảng sư trợ lý. Hai người tiền lương cùng quyền lợi, đương nhiên là không giống. Roland coi là đối phương sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng không nghĩ tới, đối phương thế mà cự tuyệt tiếc. Không cần, cho thêm ta điểm pháp thuật tại nguyên liền tốt. Vincent cười cười, ngươi biết nửa năm qua này, ta quyên cho ngân vực công hội kim tệ có bao nhiêu sao? Hai ba mươi. Roland suy đoán nói. Không dưới một trăm năm mươi. T. Lại là kẻ có tiền. Sau đó Roland đè lại cái trán, bất đắc dĩ nói ra, cái này phiền toái, đoán chừng chờ hốc trở về, hắn không phải cùng ta gấp không thể. Roland đây coi như là trực tiếp đem ngân vực công hội một cái, cổ đông, cho bắt cóc, hơn nữa còn là loại kia chỉ riêng ném tiền, không muốn hồi báo cổ đông. Vincent ha ha cười nói, năng lực càng lớn, gánh vác càng lớn. Trách nhiệm nói thành gánh vác. Cũng nói thông được. Roland cười xuống, về sau ngươi ma pháp tài nguyên gấp bội, ta sẽ cùng Vivian nói. Cảm ơn. Vincent hướng Roland gật gật đầu, sau đó rời đi thư phòng cũng không lâu lắm về sau vivian đi đến roland đối nàng nói ra về sau vincent mỗi tháng tài nguyên gấp bội mặt khác chúng ta ma pháp tháp có bao nhiêu con đường cùng bến tàu bên kia tồn tại dính liền mau chóng làm một cái cắt chém vivian hơi kinh ngạc nhưng nàng không có hỏi nhiều chỉ là gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ chương 266 Pháp gia vĩnh viễn là đại gia ngươi. Phân hóa Những ngày tiếp theo, rốt cục bắt đầu chậm rãi du rảnh rỗi. Ma pháp tháp vận chuyển cũng sẽ không bởi vì làm một cái ma pháp học đồ rời đi mà ngừng, trang viên bên kia sản xuất cũng tương đương ổn định. Nhóm đầu tiên rượu nho ngay tại chế tác quá trình bên trong, đã có không ít tiểu quý tộc nhờ người hầu tới hướng Vivian hỏi thăm, chờ rượu nho chế tác tốt về sau, có thể hay không bán chút cho bọn hắn cũng không phải nói rô lên trong trang viên rượu nho tốt bao nhiêu uống các quý tộc thuần túy là nghĩ lấy cái tặng thưởng liền cùng trạng nguyên gia nhà gạo m bắt đầu ăn đặc biệt hương ăn nhiều tiểu hài tử có thể sớm khai tuệ may mắn ý nghĩ đồng dạng các quý tộc thuần túy là cho rằng mà pháp sư chỗ ở lâu dài bị ma lực nguyên tố bao phủ bất kỳ cái gì đồ vật ma lực hàm lượng đều nhiều chút bao quát rượu nho ma lực nhiều rượu nho uống nói không chừng có hiệu quả đặc biệt. Cũng chính là loại này lấy may mắn ý nghĩ đang tác quái, Ando trước kia ủ ra tới rượu, bán được rất nhanh rất tốt, cũng rất đắt. Đến phiên Roland, đương nhiên cũng sẽ không kém. Về sau Roland suy tính thật lâu, đem Ansơ cho thế giới thụ cánh hoa đưa tặng cho Vivian. Thế giới thụ cánh hoa, sử thi. Hiệu quả, nuốt, có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ đồng thời hơi gia tăng ma pháp tính liên kết. Tuổi thọ loại vật này Roland tin tưởng trong trò chơi tuổi thọ hẳn là không ảnh hưởng tới hiện thực, mình ăn cũng không có quá lớn dùng. Mà ma pháp tính liên kết càng không cần để ý tới, hắn đặc thù sở trường là ma lực trưởng khống, nghe lên liền so thân hòa không biết cao đại thượng gấp bao nhiêu lần. Andona lại là đại kiếm sĩ, căn bản không cần ma pháp thân hòa vì lẽ đó cho vivian là không thể thích hợp hơn cầm tới thế giới thụ cánh hoa vivian tại chỗ liền vui đến phát khóc mà andona mặc dù có chút ít ghen tuông nhưng vẫn là rất chân thành mừng thay cho vivian trên thực chất roland còn đánh giá thấp thế giới thụ cánh hoa tại thế giới loài người to lớn lực ảnh hưởng tinh linh tộc hết thảy tại thế giới loài người xem ra đều là thượng đẳng tinh linh xâm lâm trên không mặt trăng đều so thế giới loài người mặt trăng bạch vừa tròn. Phổ thông tinh linh chế tác điêu khắc, tại thế giới loài người đều là vô thượng tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, tinh linh tộc nghệ thuật tu dưỡng đúng là so với nhân loại cao hơn 10 cái đầu. Mà xem như tinh linh tộc nơi đảng sinh, đại danh đỉnh đỉnh thế giới thụ, tại thế giới loài người cơ hồ liền là cái xâm nhập lòng người, chân chân thật thật truyền thuyết thần thoại. Trong truyền thuyết, Thế giới thụ cánh hoa ăn một miếng 10 năm tuổi thọ, ăn được một đóa liền có thể chuyển hóa thành bán tinh linh, có được giống như tinh linh tộc siêu trường tuổi thọ, xinh đẹp dung mạo, cùng khoa trương ma lực tính liên kết. Nhưng chỉ có tại anh hùng truyện ký bên trong, mọi người mới có thể nhìn thấy ngẫu nhiên có anh hùng đạt được thế giới thụ cánh hoa, có thể ăn một miếng liền rất lợi hại, chưa từng có có thể ăn một đóa người xuất hiện. Vì lẽ đó, thế giới thụ cánh hoa là một loại vinh dự ý nghĩa tượng trưng so với thực tế công dụng, còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Ăn cánh hoa sau Vivian bắt đầu ngủ say, đại khái lên cần 3 ngày tầm đó thời gian, dùng để cải biến thể chất của nàng. Mà Roland thì lợi dụng những ngày thời gian ở không, bắt đầu nghĩ lại mình phó bản chuyến đi. Đầu tiên, mình thiếu khuyết đúng nghĩa bảo hộ thủ đoạn. Triệu hoán đi ra phòng thủ cầm thuẫn khôi lỗi, lực phòng ngự là đủ đủ rồi, nhưng phòng ngự độ không đủ phản ứng không đủ nhanh không đủ linh hoạt mà lại có đôi khi còn phải tự mình điều khiển dễ dàng phân tâm chiến đấu bên trong phân tâm là tối kỵ sau đó thiếu khuyết siêu cấp nhanh chóng đường đạn ma pháp kỹ năng tiểu hỏa cầu không tụ lực đường đạn tốc độ không nhanh uy lực lại nhỏ rất dễ bị né tránh mà một khi tụ lực đạn tức tốc độ cùng uy lực đều sẽ trên phạm vi lớn lên cao có thể dung dễ bị quấy nhiễu, đặc biệt là viễn trình nghề nghiệp quấy nhiễu. Mình luôn không khả năng lúc nào cũng đều bị người bảo hộ lấy. Còn có liền là thiếu khuyết đối không khống chế kỹ năng. Phạm vi lớn băng hoàng thuộc xác thực rất lợi hại, có thể đây là một cái kề sát đất, kỹ năng, sinh ra đóng băng hiệu quả đều trên mặt đất, đối những cái kia yêu nhảy tới nhảy lui người, không có quá lớn hiệu quả. Đối bay ở không trung địch nhân, một chút hiệu quả đều không có. Cuối cùng, thiếu khuyết hồi phục thủ đoạn. Không thể đem sở hữu hồi phục kỳ vọng toàn đặt ở mục sư trên thân, vạn nhất mục sư bị xử lý trước, như vậy pháp sư nên đứng ra, tiến hành mức thấp nhất chế trị liệu cùng hồi phục. Vì lẽ đó, Roland phát phát hiện mình trước đó đi đường quanh co. Pháp sư nên học hội càng nhiều ma pháp, đưa đến công kích, phụ trợ, khống tràn, hậu cần, hồi phục chờ một chút tác dụng về sau lo lắng nữa diễn sinh ma pháp sáng tạo cái mới cùng cải tiến nên đi vương thành hướng gấu cho pháp sư mua chút thượng vàng hạ cám ma pháp roland tìm cái thời gian truyền đưa đến vương thành thông lệ tính nôn khang bảy tám phút về sau roland tại tường thành vào miệng nơi đó lại phát hiện endic hai người lại lần nữa đi vào phòng tối bên trong endic lấy nón an toàn xuống lộ ra hắn tấm kia mang tính tiêu chí xinh đẹp mị mặt. Tại sao lại chạy đến Vương Thành tới, từ nơi này đến Đeo Bân Thành vừa đến một lần chí ít 15 ngày, ngươi thời gian rất nhiều, rất nhàn sao? Roland mỉm cười nói, ta sẽ xa khoảng cách truyền tống thuật. Endic tay run một cái, sau đó hắn giọng nói cổ quái nói ra, Toby ông các hạ, cũng sẽ không xa khoảng cách truyền tống thuật, hắn là đại ma đạo, ngươi thế mà lại rất hiếm là sao có chút hiếm lạ là... andy bất đắc dĩ khẩu khí ta trước kia vẫn cho là mình rất có thiên phú người đồng lứa tại kiếm thuật lên không có là ta đối thủ ta là một mực cho rằng như vậy nhưng về sau ta gặp được andona vương hậu ân andona hoắc lai vấn trẻ tuổi nhất đại sư cấp đại kiếm sĩ mà lại là thật cao đến lạ thường đoán chừng cùng người chơi không sai biệt lắm bản cơ sở trưởng thành sau đó các ngươi hoàng kim chi tử lại xông ra. Endic giọng nói có chút phiền muộn. Roland ha ha cười âm thanh, có chút đắc ý. Endic rất muốn tại Roland tấm kia đắc ý trên mặt đánh một quyền, nhưng hắn nhìn được. Hắn cảm thấy Roland dù sao dáng dấp không phải rất dễ nhìn, lại đánh một quyền xuống dưới, vạn nhất đánh xấu, vương hậu không cần người này rồi làm sao bây giờ. Thực sự là quá tàn nhẫn làm người vẫn là thiện lương tốt hơn. Endic hất lên trên trán tóc rối, dùng có phần là đồng tình giọng nói nói ra, được rồi, không chấp nhặt với ngươi. Gần nhất vương thất có chút động tác, cùng các ngươi hoàng kim chi tử có quan hệ. Roland luôn cảm giác mình giống như bị Endic khinh bỉ, nhưng hắn lại không có chứng cứ, đành phải có chút buồn bực mà hỏi thăm, à, cụ thể là cái gì, có thể nói một chút không? Endic gật gật đầu, cũng không phải cái gì không thể nói vương thất dự định thuê hoàng kim chi tử trở thành phụ tá hoặc là nguyện ý trêu chọc hoàng kim chi tử nhập ngũ có thể tấn thăng trở thành quan chỉ huy đội trưởng tướng quân loại hình thậm chí nguyện ý để các ngươi trở thành trị quốc quan văn chỉ phải có năng lực này roland sửng sốt một chút chờ một chút ngươi tin tức này có thể tin được không rất đáng tin Endic tương đương nghiêm túc nói ra, vương thất mệnh lệnh, đã truyền đạt đến các cái quý tộc thế gia, các nơi lãnh chúa trên tay. Đoán chừng tiếp qua cái năm sáu ngày, liền muốn bắt đầu chính thức chiêu mộ. Roland trầm mặt một hồi, sau đó chậm rãi nói ra, phân hóa kế sách. Endic thân thể lập tức cứng ngắc. Chương 267 Pháp gia vĩnh viễn là đại gia ngươi. Endic thân thể cứng ngắc, sau đó chậm rãi trầm tĩnh lại hắn buồn rầu gượng cười, ngươi đây cũng quá thông minh đi, nhanh như vậy liền đoán được vương thất dụng ý. Roland ha ha cười âm thanh, đây coi là thông minh. Rất bình thường có được hay không? Chúng ta hoàng kim chi tử bên trong yêu nghiệt ngươi chưa thấy qua, lòng người linh lung đến phản phất có chính cái đầu tình trạng. Endic tự nhiên là không tin. Hắn không cảm thấy người người như rộng thế giới sẽ tồn tại. Liền xem như đệ nhất cường quốc Farin, dòng người biết chữ xuất không so với bọn hắn hoắt đến vấn cao ra bao nhiêu. Nếu như nói bọn hắn hoắt lai like vấn biết chữ xuất ước chừng là một phần trăm tả hữu, như vậy Farin nước biết chữ xuất cũng liền 1.5%, không cao bằng bọn họ bao nhiêu. Cơ hồ cũng liền tinh linh tộc biết chữ xuất cao, cơ hồ trăm phần trăm. Bất quá tinh linh tộc sinh dục xuất quá thấp, nghe nói nhân khẩu tổng số vừa vượt qua hơn năm vạn chút, chủng tộc như vậy có thế cuộc khởi liền là quái sự. Endic chỉ coi đây là Roland lời khiêm tốn. Hắn tiếp tục nói, kỳ thật ta cảm thấy lấy ngươi năng lực gia nhập vương thất tương đối tốt. Chỉ ít vương thất là tán đồng thực lực của ngươi. Dù cho ta đem vương hậu cho ngoặt chạy. Roland cười đến có chút cổ quái, liền coi như các ngươi vương thất thành viên không có ý kiến, nhưng quốc vương ít nhất là có ý kiến a. À cái gì vương hậu bị ngươi ngoặt chạy, nói chuyện chú ý điểm. Endic tức giận nói, vương hậu chỉ là ra ngoài du lịch, vừa vặn tại đeo bơn thành nhỏ ở một thời gian ngắn thôi. Roland lập tức im lặng, các ngươi cao hứng liền tốt. Nói đến vương hậu, ngươi biết thân phận chân thật của nàng sao? Endic hỏi. Endic vẫn như cũ thích tựa ở bên tường lên, Roland đột nhiên nhớ kỹ hắn không biết mình tại quyển sách kia bên trong nhìn qua một đoạn như vậy lời nói, rất thích dựa vào tường hòa hắn người người nói chuyện, nội tâm trên bản chất, đều có loại không an toàn cảm giác, hắn không thích đem phía sau lưng của mình, cũng chính là nhược điểm bại lộ cho ngoại nhân nhìn thấy. Endic có không an toàn cảm giác. Trong đầu toát ra ý nghĩ này Roland hơi sửng sốt một chút, sau đó hỏi ngược lại, ngươi biết? Đương nhiên biết. Endic gật gật đầu nói, nói thế nào ta cũng là vương thất một viên, vương hậu gả cho quốc vương cũng chính là hơn 4 năm trước sự tình, lúc ấy ta còn tham dự đối thân phận nàng điều tra. Muốn nghe sao? Endic biểu lộ có vẻ hơi ranh mảnh. Roland không để ý đến đối phương trêu cợt, rất bình tĩnh gật đầu. Andona hiện tại nói thế nào, cũng là bằng hữu của hắn, tương lai sẽ có cái gì quan hệ, Roland chính mình cũng không dám hứa chắc, nghe một chút quá khứ của nàng, cũng là tốt. Vương hậu tại nàng thời thiếu nữ, liền rất nổi danh. Endic ôn nhu cười nói, dù sao dáng dấp rất xinh đẹp không nói, thực lực cũng rất mạnh, mới 15 tuổi cũng đã là tinh anh chiến sĩ. Về sau chuyển chức thành đại kiếm sĩ, từng có hai năm không tệ lính đánh thuê sinh hoạt, về sau chán ghét lính đánh thuê lục đục với nhau, thối lui ra khỏi lính đánh thuê giới, vừa vặn gặp được quốc vương cưới vương hậu, triệu tuyển trong nước Mỹ thiếu nữ. Nàng liền tham gia. Endic trong ánh mắt, lộ ra hoài niệm thần sắc. Roland rất chân thành lắng nghe. Người căn bản không biết, lúc ấy vẫn là thiếu nữ Andona có bao nhiêu kinh diễm. Nàng đứng tại một đám quý tộc thiếu nữ ở giữa, liền mặt đơn giản bạch giữ mình áo, trên lưng cài lấy một thanh trường kiếm, đơn giản lưu loát đuôi ngựa tóc dài, không có bôi bất kỳ màu dầu, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì bảo thạch, chiếc nhẫn trang trí nhưng nàng đứng ở nơi đó, liền khả năng hấp dẫn đến tất cả nam nhân ánh mắt. Enric cũng thích Andona. Roland đạt được cái kết luận này. Quốc vương liếc mắt liền chọn trúng nàng. Enric trên mặt lộ ra mịt lạc thần sắc, ta làm vương thất vòng ngoại cấm vệ tiểu đội trưởng, cũng tham dự đối nàng điều tra. Vương hậu sinh ra ở chúng ta vương thành tiểu thương nhân trong nhà, gia thế trong sạch. Nhưng theo chúng ta điều tra xâm nhập, Chúng ta sau đó phát hiện, phụ thân của Vương Hậu, thế mà cũng là tên chiến sĩ, thực lực còn rất lợi hại. Chiến sĩ làm sao thành thương nhân? Theo điều tra xâm nhập, chúng ta phát hiện, phụ thân của Andona, dòng họ là Rick. Roland nhíu mày, hắn tự hồ tại quyển sách kia bên trong nghe nói qua cái họ này. Nhìn thấy Roland giống như có sở hoạch biểu lộ, Endic mỉm cười nói, không sai, liền là giống như ngươi tưởng tượng cái kia Rick dũng giả kết hậu nhân roland sửng sốt một chút dũng giả huyết mạch cái kia trách không được nàng lợi hại như vậy đồng ý gật đầu endic tiếp tục nói dũng giả kết rít đánh bại mang paulo về sau tại đông phong thành phụ cận mua kế tiếp làng làm là lãnh địa của mình làm cũng đặt tên là rít thôn phụ thân của nàng là dũng giả rít gia tộc chi nhánh không thể kế thừa lãnh địa vì lẽ đó cầm chút tiền đi ra làm thương nhân rồi nàng chẳng những xinh đẹp, người cũng lợi hại, quốc vương cưới nàng, liền là muốn cho nàng sinh hạ mang theo dũng giả huyết mạch hậu duệ. Hiện tại ngươi minh bạch, vì cái gì nàng một cái tiểu thương nhân nữ nhi, lại lực áp đông đảo đại quý tộc chi nữ, có thể trở thành vương hậu đi. Roland gật gật đầu, không thể không nói, quốc vương ý nghĩ là đúng, ưu sinh ưu dục nha, có thể hiểu được. Endic cười khẽ xuống. Roland ngược lại là tò mò hỏi, ngươi tại sao phải đặt địa cùng ta nói những này? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, vương hậu nàng trân quý cỡ nào mà thôi. Endic đi hướng cổng, sau đó đột nhiên quay lại đầu đến, nói ra, kỳ thật, ta thật hâm mộ ngươi. Nói xong câu đó Endic, nhanh nhanh rời đi, có phần có điểm giống là chạy trối chết hương vị. Roland rời đi về sau, đi tại trên đường cái, một mực đang suy tư Endic hắn biết rõ endic ý tứ trong lời nói đơn giản liền là để hắn trân quý người trước mắt không cần phụ lòng vương hậu andona nhưng vấn đề ở chỗ roland cũng có tâm kết của mình hắn là tương đối truyền thống nam nhân cảm thấy nếu như không thể cho nữ nhân một cái hứa hẹn hắn liền không thể tùy tiện làm loạn dùng hiện tại lưới lên đến nói liền là không cưới gì vậy đặc biệt là tại cùng bạn gái trước và chia đều tay về sau ý nghĩ này càng phát ra tại tâm lý của hắn lắng động. Dù cho đến bây giờ, hắn cũng nhớ kỹ, và chia đều tay ngày ấy, bạn gái ở trong điện thoại tiếng khóc. Song phương đều lý tính, biết gì địa luyến là không có kết quả. Nhưng cảm tính vĩnh viễn sẽ không biến mất, chia tay, liền là không có quan hệ, gần 4 năm tình cảm, làm sao có thể nói buông xuống liền hoàn toàn buông xuống. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Vivian là cô bé tốt. Andona cũng rất tốt. Có thể hắn chỉ là một cái kẻ ngoại lai, không thể ở cái thế giới này đợi lâu, trò chơi một ngày nào đó sẽ kết thúc, như vậy nên như thế nào cho hai nữ nhân hứa hẹn. Roland buồn buồn đi tới, cũng không biết đi được bao lâu, lượn quanh bao nhiêu đường xa, sau đó tại chạng vạn tối thời điểm, rốt cục đi tới gấu chó ma pháp tháp trước. Thủ vệ đã nhận ra hắn, trực tiếp đi lên bẩm báo, không nhiều biết, gấu cho pháp sư tự mình đi ra nghênh tiếp mấy phút sau song phương trong thư phòng ngồi xuống bi ông mặt mũi hớn hở cười nói thật cao hứng ngươi có thế lần nữa đến ta ma pháp tháp làm khách roland cũng mỉm cười nói ta nên gọi ngươi bi ông kiểu gì cũng sẽ dài vẫn là bi ông đại sư bi ông hai tay lúc lắc cười nói chờ một chút chờ một chút có một số việc vẫn là cần giải quyết ở trước đó ta sẽ cho người đem thiếp mời đưa đến đeo bân thành như vậy các hạ ngươi lần này tới dụng ý là cái gì? Chương 268 Nhiệm vụ công cụ người lại tới. Ta muốn hướng ngươi mua cấp một cung cấp hai ma pháp mô hình, chỉ cần ta không biết đều muốn. Roland khẽ cười nói, thuận tiện xem ở tất cả mọi người là bằng hữu phân thượng, cho ta một cái công đạo giá cả chứ sao. Nhiên nhiên trời chiều tại Tô Bi, ông đại quan đầu lên chiếc xạ ra một đạo thải hồng điểm sáng, hắn nhắm mắt suy tính một hồi, nói ra, các hạ ngươi lần trước nói, các ngươi hoàng kim chi tử có một loại năng lực kỳ lạ, có thể ghi nhớ nhìn qua tất cả mọi thứ. Roland gật gật đầu, hệ thống máy ảnh công năng liền là lợi hại như vậy. Vậy thì dễ làm rồi. Ta có thể miễn phí đem sở hữu pháp thuật mô hình đều cho ngươi xem nửa giờ. Tobion cười nói, một phân tiền không thu. Roland sửng sốt một chút, như vậy cần muốn trả cái giá lớn đến đâu ta nói qua, miễn phí. Roland hơi khẽ cau mày, nhưng chúng ta hoàng kim chi tử bên trong có câu rất có ý, miễn phí đồ vật, thường thường là quý nhất. Toby ông sửng sốt một hồi, sau đó cười, tốt à, không thể không nói, ngươi lòng cảnh giác xác thực rất mạnh. Đầu tiên bởi vì ngươi chỉ nhìn nửa giờ, không có lấy đi mô hình, cái này tại trong hiệp hội, căn bản không tính chuyện. Thứ hai, ta yên nguyên vẫn là trước đó thuyết pháp, hy vọng ngươi không cần ngăn cản ta trở thành kiểu gì cũng sẽ dài, đã ngươi là đồng minh của ta, như vậy ta cho minh hữu sáng tạo chút phúc lợi, lại có cái gì kỳ quái. Roland minh bạch Tobion ý tứ, hắn muốn để Roland tận lực đứng tại phía bên mình. Trước khi đến, Roland tính qua, dựa theo hiện tại pháp thuật mô hình giá cả, Roland ít nhất phải nỗ lực gần trăm mai kim tệ, mới có thể đem một phép thuật cấp 2 cho mua đủ đây chính là một số tiền lớn. Nếu như có thế cho mình chiếu xuống đến, quả thật có thể tiết kiệm rất nhiều. Suy nghĩ một hồi, Roland mỉm cười nói, vậy liền phiền phức kiểu gì cũng sẽ dài ngươi. Toby ông nghe xong Roland xưng hô, liền minh bạch lựa chọn của hắn, lập tức cười đến cực kỳ vui vẻ, không phiền phức, ngươi xin chờ một chút, ta đem pháp thuộc mô hình theo kiểu gì cũng sẽ bên kia điều tới. Sau 2 giờ, Roland rời đi Toby ông ma pháp thát. Hắn đạt được 37 loại ma pháp mô hình đồ, đó cũng không phải sở hữu một phép thuật cấp hai số lượng, nhưng ít ra tương đối toàn diện. Không xuất là hồi phục, phụ trợ, vẫn là tổn thương hình ma pháp, đều chỉ ít có 3-4 loại. Lúc này, vương thành đã là ban đêm, lại bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Roland tìm ở giữa tửu quán ngồi xuống, một bên ăn đồ ăn một bên tại hệ thống máy ảnh bên trong xem xét mới được đến pháp thuật mô hình. Thích xem sách bằng hữu đều biết, một bên nhìn mình cảm thấy hứng thú sách, một bên ăn đồ ăn thời điểm, thời gian sẽ trôi qua đặc biệt nhanh. Mà lại trong bất tri bất giác, cũng sẽ ăn hết rất nhiều thứ. Roland hoàn toàn trầm mê tại một gương mặt pháp thuật mô hình mỹ lệ kết cấu đồ bên trong, thỉnh thoảng ăn non thịt dê, uống một hớp rượu. Thời gian trôi qua rất nhanh, Tử quán khách nhân tới đi, đi đến, cuối cùng chỉ còn lại rolen một người, mà lại lão bản cùng tử bảo đều tại dùng sức đánh ngát. Cuối cùng lão bản thực sự nhìn không được bối rối, do dự rất nhiều, lấy hết dũng khí đi lên phía trước, hỏi, mà Pháp sư tôn quý các hạ, chúng ta nơi này. Muốn đóng cửa, thực sự là thật có lỗi. Roland lúc này mới theo Pháp thuật kết cấu độ trung chuyển tỉnh lại, hắn nhìn chung quanh một chút, nhìn lại lão bản kinh ngạc nói ra, người nơi này không phải toàn bộ ngày kinh doanh. Mà Pháp Sư Cát, bình thường chỉ có chim sơn ca cửa hàng mới có thể toàn bộ ngày kinh doanh. Roland rơi vào đường cùng, lưu lại hai viên ngân tệ, sau đó rời đi tử quán. Bởi vì đã là đêm khuya, lại có nửa cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh, người đi trên đường đặc biệt ít. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy năm sáu người hoàng cung đội tuần tra đi qua. Bất quá nhìn thấy Roland một thân ma pháp bào, cũng không dám lên đến gây phiền phức. Roland dự định đánh ở giữa quán trọ ở lại, kết quả đi tới đi tới, ngược lại là phát hiện đối diện tới một đội người, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thậm chí mang theo một luồng lệ khí, cho người ta một loại sốt trục vạn phần cảm giác. Bọn hắn toàn mặc áo đen, mang theo hắc đầu che đậy, che chở ở giữa một người mặc trường bào màu đen che đậy mũ người. Roland từ đối phương thân thể, đi bộ tư thái, đánh giá ra hẳn là một cái tuổi trẻ nữ tử. Nhưng hắn không có nhiều chuyện, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Đối phương cũng không phải bị cưỡng ép, mà lại một cái dấu ở áo bào đen bên trong nữ nhân, nơi nào có pháp thuật kết cấu tới thú vị. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên tìm an tỉnh quán trọ, tiếp tục phân tích những cái kia vừa cầm tới pháp thuật mô hình đồ. Chỉ là song phương liền muốn sai thân mà qua thời điểm cái kia bị bảo hộ ở giữa người áo đen đột nhiên kêu lên, Roland các hạ, xin chờ một chút. Roland sửng sốt một chút, thanh âm này có chút cách ly. Sau đó hát bào nhân này bước nhanh đi đến trước mặt hắn, lại hái cúi đầu của mình che đậy. Mái tóc dài vàng ống, còn có mắt to cái mũi nhỏ, môi anh đào. Roland bỗng nhiên liền kịp phản ứng, cái này không phải liền là cái kia tuyên bố nhiệm vụ công cụ người công chúa nha. Hắn lập tức mỉm cười nói, đã lâu không gặp, Ever công chúa điện hạ. Đối loại này có thể tuyên bố nhiệm vụ người, rolen một mực hảo cảm rất đủ, nàng chủ động tìm tới cửa, chẳng lẽ lại có nhiệm vụ? Roland nghĩ như vậy, liền có chút vui vẻ. Ever công chúa hai tay giữ chặt Roland tay trái, sốt đột nói, quá tốt rồi, tại như thế nguy cấp thời khắc, thế mà có thể đụng tới ngươi dạng này trong lòng còn có tinh thần trọng nghĩa ngươi xem ra vận mệnh nữ thần cũng không hề từ bỏ ta thật muốn tới nhiệm vụ roland khá cao hứng mà hỏi thăm ever công chúa ngươi có chuyện gì cần cần giúp một tay không roland là cao hứng mình lại phải có nhiệm vụ có thể làm mà ever lại hiểu lầm roland dáng tươi cười tưởng rằng đối với mình có ý tứ phát ra dù sao dung mạo của nàng thật rất xinh đẹp có thể hay không theo giúp ta đi hoàng cung một chuyến ta cần ngươi bảo hộ Roland nghe đến đó, khóe miệng sai lệch xuống, hắn lắc đầu, thật có lỗi, việc này ta không giúp được ngươi. Nói đùa, hắn bắt cóc vương hậu, vương thất không có xuống lệnh truy sát liền đã rất nể tình, mà bây giờ mình tên hung thủ này, thế mà còn muốn chạy trong nhà người ta đi, đây không phải có chủ tâm muốn kích thích đối phương nha. Roland lúc đầu nghĩ nhẹ nhàng hất ra Ever công chúa tay, chỉ là đối phương bắt rất chặt. Vì cái gì? Ever không hiểu, Ta thật cần trợ giúp của ngươi, ta có thể cho ngươi rất nhiều hơn kim tệ, điều kiện khác cũng thế, hiện tại thật tình huống gấp tranh, ta thực sự tìm không thấy trợ thủ của nó." Roland giải thích nói, "Ngươi hẳn là nghe nói ta đem Andona mang đi sự tình đi, nếu như ta đi hoàng cung, bất kể thế nào sự tình, khẳng định là lửa cháy đổ thêm dầu." "Ta biết, ta đương nhiên biết, việc này ta rất bội phục ngươi." Ever đem Roland tay kéo tới trước ngực mình dùng nóng nảy giọng nói nói ra, vì lẽ đó nếu như ngươi đi với ta, chỉ ít có thể dùng cơ hội này, hòa hoãn ngươi cùng chúng ta vương thất quan hệ. Roland hơi kinh ngạc, cân nhắc hai giây về sau, hắn hỏi, ta có thể nghe một chút là chuyện gì sao? Có thể vừa đi vừa nói sao? Đi. Ever một lần nữa dùng che đậy mũ đem hình dạng của mình che lấp đến, đồng thời nặng bước nhanh đi lên phía trước, sau đó nhỏ giọng nói ra, Veronica trúng độc, là một loại ngay cả ma pháp đều không thể khu trừ đặc thù độc dược, chỉ có đặc biệt dược vật mới có thể giải độc. Hiện tại nàng trong vương cung bị phụ thân bảo hộ lấy, mà ta mang về thuốc giải độc, chỉ là ta không dám hứa chắc, mình có thể an toàn đi vào trong vương cung. Chương 269 thận trọng điểm vẫn là không có sai. Roland lại cảm thấy rất hoang đường, nơi này là vương thành, ngươi là công chúa, ngươi thế mà đều cảm thấy mình ở đây an toàn không có bảo hộ vừa đi ever một bên cười khổ nói vương thất không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy chúng ta phụ vương cũng không phải là trưởng khống hết thảy giáo hoàng trên thực chất chúng ta chỉ là lợi hại một chút quý tộc thế gia rất nhiều đại quý tộc nội tình cũng không so với chúng ta vương thất kém bao nhiêu trong vương thành thế lực trắc rối phức tạp đối với chúng ta bao có ác ý người nhiều vô số kể ever nói đúng là lời nói thật vương thất cũng không phải là muốn làm gì thì làm thế lực tỷ như nói lần trước ma pháp hiệp hội ngay cả vương hậu cũng dám bắt đi có thế lực dám cho công chúa hạ độc hoặc là phục kích một vị công chúa cũng không phải là cái gì quá mức khoa trương sự tình tốt à roland mở ra hệ thống nhiệm vụ giao diện vừa rồi liền có nhắc nhở nói đến nhiệm vụ mới mở ra xem nhiệm vụ là lục sắc danh tự xác nhận đến nhận chức vụ, bảo hộ Avil, hoặc lai vấn công chúa đến hoàng cung. Quả nhiên gặp nguy hiểm A, à, Roland phát hiện nhiệm vụ cũng không có quá nhiều giới thiệu, liền là cùng nhiệm vụ tên không sai biệt lắm nội dung. Chỉ là hắn hay là cảm thấy địa phương nào có chút không hài hòa. Hắn đóng lại hệ thống nhiệm vụ giao diện, nhìn xem chung quanh người áo đen, bao quát Ever đều là áo đen hát bào trạng thái, mà Roland một thân nhạc cho màu xanh ma pháp trường bào, liền lộ ra tương đương trát nhãn. Các ngươi còn có dạng này áo bào đen không, cho ta đến cũng một bộ. Roland hỏi Ever, nếu không ta không dễ dàng giấu ở trong các ngươi. Mạc Lập Hồ các hạ, còn gì nữa không? Ever hướng về phía trước thấp giọng hỏi. Một cái người áo đen xoay đầu lại, công chúa điện hạ, không có ý tứ, chúng ta cũng không có khả năng mang quá nhiều quần áo đi ra ngoài. Công chúa đối một cái người áo đen dùng kính ngữ. Không phải là của mình dưới trướng lực lượng mà là ngoại viện. Bất quá sau đó Roland cũng nghĩ thông, Ever là vị cũng nhanh muốn gả ra ngoài công chúa, chỉ cần ngoan ngoãn chờ ở Ignas thành sinh hoạt liền tốt, cần gì tư binh. Sau đó Roland theo hệ thống trong hành trang xuất ra một bộ ma pháp bào màu đen. Chỉ là đơn thuần ma pháp bào, cũng không phải là trang bị ma pháp những vật này đều là Vivian chuẩn bị cho hắn, kỳ thật tại hắn hệ thống bên trong túi đeo lưng, còn có mấy bộ cái khác nhan sắc ma pháp bào, chỉ là có chút nhan sắc quá tao bao. Tỷ như nói màu trắng, màu đỏ. Vừa đi theo bọn hắn bước nhanh đi, rồi lên một bên cho mình lại mặc lên một kiện ma pháp bào màu đen. Mặc dù kiểu dáng cùng chung quanh mấy người khác biệt, nhưng ít ra nhan sắc là nhất trí, thêm nữa lại là ban đêm, lại nơi xa nhìn, đều không khác mấy, xem như cực tốt màu sắc tự vệ. Bọn hắn đều không có để ý Roland thay đổi áo bào đen, chẳng bằng nói, tự hồ bộ dạng này càng hợp bọn hắn ý tứ. Đi một khoảng cách, dẫn đầu lĩnh đội đột nhiên hướng bên phải ngoặt. Ever thân thể có chút dừng lại một chút, rất nhỏ bé, bất quá Roland liền cùng nàng song song đi tới, đồng thời pháp sư tinh thần lực, tốc độ phản ứng kỳ thật đều sau người bình thường mạnh hơn rất nhiều, hắn vẫn cảm giác được. Roland nhìn xem hoàng cung phương hướng, nhìn lại mình một chút phía trước, một bên hỏi một bên nhàn nhạt hỏi, cái này tựa hồ không phải hướng hoàng cung phương hướng đi. Cuốn cái đường, địch nhân có khả năng tại hoàng cung trước mai phục chúng ta. Đây đúng là cái rất lý do hợp lý. Ever thân thể trầm tĩnh lại. Nhưng Roland nhưng không có, hắn cũng không phải hoài nghi gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy, muốn cuốn đường xa đi đến mục đích thời gian liền muốn bề trên rất nhiều, mà bọn hắn thịnh hành tốc độ tương đương tương đối nhanh, tự hồ tại một mạch sông về phía trước. Cho dù là thời gian đang gấp, đây cũng quá vô mưu, vạn nhất bên này cũng có mai phục đâu. Roland ném hai con ma lực nhện. Sử dụng ma pháp, đều sẽ có ma lực ba động, lớn nhỏ khác nhau thôi. Mặc dù chế tạo ma lực nhện ba động rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người cơ hồ chen tại một khối, nhất định có thể cảm giác được kết quả ma lực nhận vừa xuống đất phía trước nhất người dẫn đầu mạc lạp hồ lập tức nghiêng đầu lại tướng mạo của hắn giấu ở mép đen che đậy bên trong chỉ có một đôi màu nâu con mắt lấp lóe trong bóng tối lấy nhàn nhạt trực trở vị này ma pháp sư các hạ ngươi đây là ý gì những người khác ngừng lại nhìn xem rolen dò xét ra một chút phía trước có không có địch nhân rolen lạnh nhạt nói chúng ta đi quá nhanh vẫn là thận trọng tốt hơn không cần làm sự việc dư thừa trung thực chút mạc lạp hồ giọng nói tướng không đảm đương nổi ma lực của ngươi ba động vạn nhất kinh động địch nhân làm sao bây giờ roland nhíu mày chế tạo nhện ma lực ba động thậm chí đều sẽ không vượt qua hai mét khoảng cách nếu như vậy tử đều có thể quấy nhiễu đến địch nhân địch nhân kia ngay tại chúng ta dưới mí mắt À, chẳng lẽ là các ngươi sao Lúc đầu Roland chỉ là khó chịu đối phương thái độ, tùy tiện miệng này một câu thôi. Nhưng không có đến cái này vừa nói, đối phương tất cả mọi người bầu không khí liền thay đổi, hoặc là nói khí tràn thay đổi. Roland hiện tại đã LV6, lại là thuần túy cao trí cao tinh thần truyền thống Pháp sư thêm điểm, tinh thần năng lực nhận biết khá cao, lập tức liền cảm thấy tình huống không đúng. Nhìn thẳng hắn mặt lập hồ hai mắt bắn ra kinh người sát ý. Ta thao. Roland trong đầu mảnh vang lên câu này thô tục. Mục tiêu của bọn hắn căn bản không phải Veronica, mà là Ever. Hà độc cho Veronica, chỉ là dùng để đem Ever theo Ignas thành dẫn ra thủ đoạn thôi. Trách không được Ever một cái đợi gã công chúa có thể cầm tới thuốc giải độc, trước đó Roland cảm thấy có chút không hài hòa địa phương cũng lập tức minh bạch. Chỉ là không biết một cái đợi gã công chúa có giá trị gì, giá trị đến bọn hắn bộ dạng này làm khôi lỗi triệu hoáng, chuyển hóa. Roland liều mạng tồi động lấy tinh thần lực của mình, nghĩ lấy lấy tốc độ nhanh hơn triệu hồi ra cầm thuẫn con rối hình người. Mà đối phương một đám người Tây phải đã ngã vào mình áo choàng xuống, sau đó Roland thấy được vũ khí chói mắt phản quang. Nhanh một chút nữa. Đối phương chủy thủ mũi kiếm đã có thể thấy rõ ràng. Roland trơ mắt nhìn đối phương chủy thủ hướng trán của mình đâm tới, trong chớp nhoáng này, suy nghĩ của hắn tốc độ hoàn toàn nhanh hơn mình bản năng của thân thể phản ứng. LV cấp 6 về sau. Tinh thần lực chốt cục có chất đột phá. Mặc dù thân thể tố chất của hắn yên nguyên khẳng định vẫn là so ra kém chiến sĩ, thậm chí ngay cả hệ nhanh nhẹn nghề nghiệp cũng không sánh nổi, nhưng ở tư duy tốc độ phản ứng lên, thì nhanh hơn nhiều. Hết thảy chung quanh đều thành động tác chậm. Tự như là đang nhìn động tác chậm phim, cánh tay của đối phương chậm rãi duỗi thẳng, chủy thủ mũi nhọn phản xạ mặt trăng ngân quang, đồng thời sáng tỏ phản quan điểm, theo chủy thủ tiến dần lên, mà đang chậm rãi lui về phía sau. Ngay tại chủy thủ cách rô lên trán còn có 30cm thời điểm, một cái bóng người màu xanh làm lấy tốc độ nhanh hơn theo mặt đất nơi đó, dài, đi ra, cuối cùng ngăn tại rô lên trước mặt. Đinh Vẫn là rô lên thuấn phát thi pháp càng mau hơn cầm thuẫn con rối ngăn tại roland trước mặt mặc dù chặn mặt lạp hồ công kích nhưng chung quanh cái khác người áo đen cũng bắt đầu phát động công kích cái khác hai cái ma lực con rối cũng trong cùng một lúc bị triệu hoáng đi ra ba người rối hiện lên hình tam giác đem rolen cùng ever hai người đều bảo hộ ở giữa công kích của địch nhân tạm thời bị ngăn cách bên ngoài nhưng liên miên không dứt đinh 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 âm thanh không ngừng vang lên ba người rối màu lam lấy tốc độ cực nhanh trở thành nhạc đắc tội. Roland dùng ông công chúa phương thức, một tay lấy vẫn còn ngay người ở giữa Ever bế lên. Chương 276 lộ cùng phản sáu lộ. A. À. Ever phát ra trích lên một tiếng, vô ý thức muốn giãy dụa, nhưng rất nhanh nàng liền tự mình che miệng lại. Nàng không ngu ngốc, chỉ là phản ứng hơi chậm một chút thôi. Nàng sợ hãi mình thét lên sẽ ảnh hưởng đến Roland cái pháp sư này thi pháp công chúa rất nhẹ. Ông trong tay căn bản không phí sức. Đương nhiên, cái này cũng cùng Roland LV cấp 6, thể phát thuộc tính có tăng trưởng có quan hệ rất lớn. Ba cái ma lực con rối cản trở địch nhân điên cuồng công kích, đã nhạt đến sắp biến thành hoàn toàn trong xuất sắc. Không thể chờ đợi thêm nữa. Roland trực tiếp phát động phạm vi lớn băng hoàng thuật. Màu trắng kề sát đất băng vòng hướng bốn phía khuếch tán, liền đới lấy ma lực con rối cũng đông lạnh tại nguyên chỗ. Nhưng chỉ có một nửa người áo đen bị đông lại hai chân, một nửa khác người áo đen toàn nhảy dựng lên. Dù sao cũng là dùng chủy thủ nhanh nhẹn thứ nghề nghiệp, tốc độ phản ứng liền là nhanh. Một nửa người, khi nhìn đến Roland dưới đùi xuất hiện băng vòng một nháy mắt liền phản ứng lại. Nhảy vọt trốn băng vòng, đây là xứng chức hệ nhanh nhẹn nghề nghiệp cơ bản thao tác những người này rơi vào trên mặt băng về sau, tiếp tục đối với ba cái cầm thuẫn con rối phát động công kích, rất nhanh liền đem chính diện hai con ma lực con rối đánh tan. Mà cũng ngay trong nháy mắt này, Roland phát động thuấn di thuật. Màu lâm lóe lên, Roland biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài. Hoa không chấm một giây tả hữu quen thuộc cùng xác định mình đột nhiên cải biến phương vị, Roland lại lại đột nhiên phát hiện, mình trên hai tay không có trọng lượng hắn cúi đầu xem xét, công chúa không thấy. Hắn nháy mắt mấy cái, vô ý thức hai tay gãi gãi. Công chúa đâu? Trên tay của ta cây bao lớn một đầu công chúa đâu? Mà cũng liền tại cái này cùng một thời gian, hắn sau bên cạnh truyền đến Ever tiếng kêu sợ hãi. Hắn nhìn lại, phát hiện Ever cả người nằm ngang, từ giữa không trung đặt mông ngã ở trên mặt băng. Nhìn xem liền đau nhất. Cũng không biết có thể hay không đem cái mông của nàng quảng sưng Mà những cái kia lấy Roland làm mục tiêu Đâm vào không khí người áo đen nhóm cũng ngây ngẩn cả người Bọn hắn nhìn xem quảng xuống đất công chúa Nhìn lại một chút 10 mét có hơn Roland Đều có chút ngây người Mẹ trứng, thuấn di thuật không thể dẫn người việc này Hắn sốt ruột phía dưới quên mất Mà người áo đen càng thêm ngây người Bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là Roland muốn chạy trốn đang suy nghĩ lấy có muốn đi lên hay không trước tiên đem roland chơi chết dù sao công chúa ever không có sức chiến đấu gì chỉ cần lưu lại một hai người nhìn xem là được rồi nhưng cũng chính là cân nhắc cái này một giây đồng hồ không đến lúc đó ở giữa roland lấy tốc độ nhanh hơn kịp phản ứng hai đoàn màu lam ma lực vòng sáng tại trước người hắn xuất hiện đồng thời lấy tốc độ cực nhanh phóng tới người áo đen cuối cùng đang phi hành quá trình bên trong biến thành hai cái bàn tay khổng lồ Sông trọng pháp sư tây. Hai bàn tay lại bóp thành nắm đấm dáng vẻ có phần có điểm giống là hỏa tiễn bay quyền. Nắm đấm rất lớn, hai cái song song phi hành, cơ hồ chiếm mất nửa cái đường phố, người áo đen nhóm nhau nhau né tránh, mấy cái bị đông lại chân người áo đen lúc này cũng dùng chủy thủ phá vỡ tầng băng, đem chân của mình theo trong tầng băng giải phóng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, người áo đen gà bay chó chạy trốn nắm đấm nhưng hai cái nắm đấm bay đến công chúa Ever trên đỉnh đầu liền ngừng lại, sau đó một lần nữa biến thành tay bộ dáng, cấp tốc đưa nàng bắt lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng rô lên phương hướng ông đi. Đáng chết! Mặt Lạp Hồ nổi giận gầm lên một tiếng, một bên quăng bay đi đào, một bên phóng tới rô vẫn tưởng đồ đem công chúa cho cướp xuống tới. Chỉ là hai con pháp sư tay thật chặt đem Ever toàn thân bảo vệ, phi đao đánh vào màu làm pháp sư tay lên, lại bị bắn ra. Mấy cái khác người áo đen cũng kịp phản ứng, đè thấp thân thể mở ra tật chạy kỹ năng, trực tiếp hướng rô lên nơi đó xong. Loại này thiêu đốt thận lên kích thích tố kỹ năng, có thể bộc phát ra lực lượng kinh người, trong lúc nhất thời, những người áo đen này tốc độ, thế mà còn nhanh qua Pháp Sư Tây. Chỉ là liền tại bọn hắn muốn đuổi kịp Pháp Sư Tây thời điểm, một đạo tường đất đột ngột ra xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hóa thành bùng là thạch. Roland hiện tại yên nguyên thiếu khuyết nhanh chóng đường đạn hình ma pháp, đám này người áo đen tốc độ nhanh đến kinh người, ngay cả khoảng cách gần băng vòng đều có thể trốn, tiểu hỏa cầu căn bản không có khả năng được trúng được bọn hắn. Chủ yếu nhất là, đối phương quá nhiều người, 8 người, nếu như chỉ có một hai cái, Roland có lòng tin đùa chơi chết bọn hắn. Vì lẽ đó, có thể nhanh chóng thi pháp kiềm chế kỹ năng, thành hắn chủ muốn thủ đoạn ứng đối tường đất đen cả con đường đều phong kín, mà lại càng dài càng cao. Nhưng áo bào đen nhóm cũng không có vì vậy mà giảm tốc, bọn hắn lập tức gia tốc chạy nhảy dựng lên, đụng đến trên tường đất, sau đó tay đủ cùng sử dụng lấy tốc độ cực nhanh, giống như là từng cái bắt hổ bên trong thạch sùng, lấy khoa trương tốc độ bò lên trên gần cao 10 mét tường đất, sau đó lật phóng qua đi. Trước hết nhất lật phóng qua đi chính là mạc lạp hồ, hắn đang nhảy hạ thổ tường quá trình bên trong, nhìn thấy cách xa mấy mét bên ngoài Roland, ông công chúa, mau chóng chìm xuống. lên bên người, bùn đất đang không ngừng lăn lộn, tách ra, chờ Roland hoàn toàn không xuống đất mặt về sau, lăn lộn bùn đất bắt đầu khép lại, phủ kín tại cửa hang. Mặt lạp hồ sốt ruột vung ra một thanh phi đao. Nhưng vẫn là trễ, mặt đất vừa vặn khép lại, phi đao đụng vào, đinh một tiếng lại bắn ngược đi sang một bên mặt đường đã biến thành cứng trắng màu xám nham thạch mấy cái người áo đen đem cửa hang bao bọc vây quanh sau đó dùng dao găm trong tay dùng sức đâm cửa động tầng nham thạch thanh chủy thủ đều nhanh đâm công đều chỉ là cọ tiếp theo chút nham mảnh còn có một cái người áo đen nhìn chung quanh một chút tại ven đường tìm tới một khối đá lớn ông liền dùng sức nện nện đến mặt đất toàn diện rung động thậm chí còn ẩn ẩn có tiếng vang truyền đến đập một hồi, hát bào nhân này cũng mệt mỏi, nhưng nham thạch cửa hang yên nguyên cứng rắn như cũ. Mặt lạp hồ con mắt đều tại đỏ lên, mắt thấy là phải đem công chúa lừa gạt đến trên địa bàn của mình, liền chênh lệch như vậy mấy trăm mét, kết quả thế mà bị nhân kiếp hồ. Bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại, đối thủ hạ của mình làm cái im lặng thủ thế, đồng thời nhỏ giọng nói ra, ta không tin hắn không theo dưới nền đất đi ra, phía dưới không khí có thể chống đỡ hai người bọn họ hô hấp bao lâu. Chú ý nghe lén phía dưới động tĩnh, nếu như bọn hắn ở phía dưới di động, liền theo tới. Mấy cái người áo đen gật gật đầu, lập tức liền có hai cái người áo đen nằm rạp trên mặt đất, đem lỗ tai dán sát vào mặt đất. Mà tại ước chừng 5 mét học dưới nền đất, xuất hiện ở cái ước chừng hai thước rưỡi cao nham chất trống rỗng. Roland đem công chúa buông ra, sau đó dây lát bỏ ra một cái chiếu minh thuật quan cầu. Đen nhánh lòng đất trở nên sáng tỏ, công chúa nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng chính muốn nói gì, Roland lại dựng thẳng lên ngón tay, đặt ở bên miệng, làm cái chớ lên tiếng động tác. Tiếp lấy hắn vận dụng tinh thần lực, ngưng tụ đại lượng ma lực, trực tiếp tại phía trước mình dùng hóa thành bùng là thạch, cùng là thạch là bùng, mở một đầu rất lớn thông đạo đồng thời hắn cố ý đem động tĩnh làm cho lớn hơn một chút, lập tức công chúa liền thấy oanh thanh âm ùng ùng bên trong một đầu hình tròn thông đạo dưới lòng đất trước mặt mình xuất hiện. nàng coi là đây là Roland chuẩn bị đường hầm chạy trốn, nhưng không có nghĩ đến Roland lại ngồi xuống, lại đối nàng làm một cái cái ra dấu im lặng. Công chúa chớp chớp xinh đẹp con mắt minh bạch Roland ý tứ, mà trên mặt đất. Sát mặt đất lắng nghe ngọn nguồn động tỉnh hai cái người áo đen nhảy dựng lên, chỉ chỉ dưới mặt đất thông ngọn nguồn tiếng lên phương hướng. Mặt lạp hồ chỉ chỉ năm người, để bọn hắn đi theo thanh âm truy tung, còn làm cái tăng thêm tiếng bước chân thủ thế. Năm cái người áo đen hiểu ý, cố ý tăng thêm bước chân đuổi theo lòng đất phát ra ù ù âm thanh mà đi. Mà mặt lạp hồ thì cùng nó hai cái người áo đen, lặng lặng đợi tại nguyên chỗ, lặng lặng chờ đợi.